chương 21, dạng này thánh tử, ai không ưa thích đâu. Tốt, vậy ta nói. Diệp An Hà hưng phấn mà nói, thánh tử chính là đến từ thượng giới thiên kiêu, bên người có một tên hư hư thực thực thực, thực lực đến nguyên thần cảnh, hoặc là nguyên thần cảnh trở lên cường giả làm hắn người hộ đạo. Cái gì? Diệp Kinh Song kinh ngạc, cha, tin tức này ngài nghe ngóng rõ ràng sao? Đừng làm đến cuối cùng là cái ô long a. À. Cái gì ô long? Diệp An Hà trừng nàng một cái, nói, cha cũng không phải như vậy người không có chừng mực, khẳng định là nghe ngóng rõ ràng, mới đến tìm ngươi a. À. Lợi hại. Diệp Kinh Song không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cách không được Thái Sơ Thánh Tử tu luyện thiên phú sẽ như vậy đáng sợ, niên kỹ nhẹ nhàng liền đạt tới phong hầu cảnh. Nguyên lai hắn đúng là đến từ thượng giới thiên kiêu. Cũng không chính là lợi hại mà. Không nói thánh tử thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Liền nói hắn cái kia người hộ đạo, hắn thực lực liền có thể đơn độc chống lại, thậm chí là diệt đi một cái cùng loại thánh địa thế lực. Diệp An Hà chấp hai tay sau lưng, Tại cái đình bên trong đổi tới đổi lui, nhóm chúng ta dịp gia ôm vào một cái kim đại thối, muốn phát á. diệp kinh xong cái này cũng không bình tĩnh, vậy hôm nay làm sao không có gặp thánh tử người hộ đạo? nghe nói còn tại thái sơ thánh địa bế quan bên trong, cho nên không có xuất hiện. diệp an hà đầu tiên là như thế trả lời một câu. lập tức hắn suy đoán nói, đã thánh tử người hộ đạo không có theo tới, cũng đủ để chứng minh hắn tin tưởng thánh tử có thể đơn độc ứng phó các loại nguy cơ. mặt khác Thái sơ thánh địa những đệ tử kia nói thánh tử trên thân có phá giới phù loại này hiếm thấy đồ vật tồn tại, căn bản không cần sợ bao quát một chút lão quái vật ở bên trong, linh giới bất luận kẻ nào. Xem ra là ta dịp gia đi đại vận. Dịp kinh song có chút mong đợi nói ra, lâm gia cho là có thái huyền thánh địa chỗ dựa, đang đối đầu tiền tuyến không ngừng mà khiêu khích nhóm chúng ta, phách lối cực kỳ. Chờ thánh tử ngày mai đi qua, xem bọn hắn còn thế nào phách lối được lên. Ừm ân, thật sự là thượng thiên phù hộ a. À. Dịp an hà cảm thán nói cùng lâm gia phát sinh xung đột đoạn này thời gian, hắn áp lực như núi. Đặc biệt là Thái Huyền Thánh Địa là lâm gia chỗ dựa về sau, Diệp gia rất nhiều người đều khuyên hắn tuyển cái khác một cái đại thế lực làm dựa vào. Dù sao, Thái Sơ Thánh Địa mặt ngoài bày ra thực lực, tự hồ so không lên Thái Huyền Thánh Địa. Cũng may, hắn kiên trì lý niệm của mình, đứng vững áp lực, không có thay đổi lời lối. Nếu không, ném đi như vậy một đầu kim đại thối, hắn chính là nghĩ hối hận cũng trễ. Đối với Diệp An Hà vì sao lại có loại phản ứng này, Diệp Kinh song lòng dạ biết rõ. Đúng vậy a. À. Cái này trời cao đãi ta Diệp gia vẫn là không tệ. Diệp Kinh Song tán đồng nói, Diệp gia cùng Lâm gia trận này xung đột, rất nhiều gia tộc và thế lực cũng xem suy nhóm chúng ta, cảm thấy Diệp gia tất thua, cuối cùng sẽ rơi vào sụp đổ hạ tràng. Diệp An Hà tiếp lời nói, nhưng mà, bọn hắn không biết đến là, kết quả khẳng định sẽ hiện ra mò mẫm cặp mắt của bọn hắn. Dứt lời. Diệp An Hà cùng Diệp Kinh Song nhìn nhau cười một tiếng. Loại này đảo ngược, đừng bảo là tận mắt thấy, chính là ngẫm lại cũng rất thoải mái. Đúng rồi. Diệp An Hà đột nhiên giống như là tự như nhớ tới cái gì, đem một cái trữ vật giới chỉ đưa cho Diệp Khinh Song, đây là một chút tài nguyên tu luyện, ngươi cầm tới cho Thánh tử đi. Đã trễ thế như vậy, ta đi lấy cho hắn không quá phù hợp a. À. Diệp Khinh Song nói ra, chẳng bằng ngày mai ngài lại cho hắn, như thế nào? Không được, ngày mai không tiện. Diệp An Hà lắc đầu nói, bởi vì đây không phải cho Thái Sơ Thánh địa tài nguyên tu luyện, mà là đơn độc cho Thánh tử, minh bạch không? Tốt a. À. Diệp Kinh Song tiếp nhận trữ vật giới chỉ, nói, ta cái này cho thánh tử đưa qua. Đưa mắt nhìn Diệp Kinh Song rời đi bóng lưng, Diệp An Hà trong mắt lóe lên nhẹ nhẹ chờ đợi, đêm hôm khuya khoắt, càng dễ phát sinh chút gì a. À? Lúc đầu hắn nghe nói thánh tử cùng thánh nữ có hôn ước mang theo, liền từ bỏ tác hợp thánh tử cùng tự mình nữ nhi tại cùng nhau ý nghĩ. Sau đó, đột nhiên biết được thánh tử là đến từ thượng giới thiên kiêu, bên người có một tên hư hư thực thực thực, thực lực đến nguyên thần cảnh, hoặc là nguyên thần cảnh trở lên cường giả làm hắn người hộ đạo, ý nghĩ của hắn liền thay đổi. Dù là tự mình nữ nhi không đảm đương nổi chính cung, có thế trở thành thánh tử trong đó một tên hồng nhan tri kỷ cũng tốt. Thánh tử, ngài đã ngủ chưa? Cố tình tuyết vừa đi không bao lâu, lục bắc thần liền nghe đến ngoài cửa truyền đến dịp kinh song thanh âm. Không có, mời đến. Được rồi. Diệp Kinh Song đẩy cửa đi tới, có chút ngượng ngùng nói ra, thánh tử, không có quấy rầy đến ngài a. À? Không sao. Lục Bắc Thần hiền lành cười cười, nói, Diệp Đại Tiểu Thư tìm ta có việc đúng thế. Diệp Kinh Song nói đem Diệp An Hà cho trữ vật giới chỉ đưa tới, thánh tử, đây là cha ta đơn độc giữ lại cho ngài tài nguyên tu luyện, còn xin ngài nhận lấy. Lục Bắc Thần thấy thế hỏi, không biết cái khác sư huynh sư muội có hay không? Diệp Kinh Song lắc đầu nói, liền ngài đơn độc một người có. Lục Bắc Thần nghĩ nghĩ, nói, quên đi, có thể có chút sự tình ngươi không có cẩn thận nghe ngóng rõ ràng, ta là không thiếu tài nguyên tu luyện. Hắn bị Diệp gia như thế ưu đãi, hẳn là bại lộ tự mình đến từ thượng giới bối cảnh đi. Diệp Kinh Song có chút lúng túng hỏi, Thánh tử, ngài có muốn nhìn một chút hay không trong trữ vật giới chỉ có cái gì tài nguyên tu luyện lại nói. Lục Bắc Thần đem Diệp Kinh Song trên lòng bàn tay trữ vật giới chỉ cầm lên, cấp tốc đeo lên nàng trắng nõn trơn mềm trên ngón giữa, nói, nếu không, những này tài nguyên tu luyện, coi như là ngươi bái nhập thái sơ thánh địa lễ vật, được chứ. Cái này. Diệp Kinh Song chấn kinh thu hồi tay phải, trong lòng loạn không tưởng nổi. Không phải nói nếu như đem chiếc nhẫn mang tại ngón giữa bên trên, liền biểu thị đeo người đang ở tại yêu đương giai đoạn hoặc là đã đính hôm sau. Thánh Tử thông qua hành động này, không phải là nghĩ biểu đạt hắn thích nàng. Còn có, nàng tại tới thời điểm, tò mò nhìn một chút trong trữ vật giới chỉ chứa đựng tài nguyên tu luyện, không là bình thường nhiều. Truyện chữ tặng bạn gói xem phim Galaxy Play Mobile 6 tháng trị giá 100k. Nhận quà ngay. Thánh Tử không thèm để ý chút nào liền phản đưa cho nàng. Không thể cự tuyệt. Lục bắt thần dùng không cho nghi ngờ ngữ khí nói ra, nếu không, ta sẽ tức giận. Thánh Tử đây cũng quá bá đạo a. À. Diệp khinh Song có chút bị khuất cắn môi một cái, ta nhận lấy cũng được. Thế nhưng là, dạng này thánh tử, ai không ưa thích đâu. Vóc người đẹp mắt, bối cảnh cường đại, tự thân tu luyện thiên phú và thực lực yêu nghiệt không nói, còn như thế không thèm nói đạo lý hào phóng. Má ơi, nàng luôn có loại này tự mình muốn luôn hãm vào thánh tử mị lực phía dưới cảm giác. Dạng này mới đúng chứ. Lục bắt Thần cười cười. Lại nói, hắn hiện tại vén lên muội càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, không biết phải chăng là có cặn bã nam tìm chất tạ à, ơn thánh tử đại lễ. Diệp Kinh Song thu dọn một cái tâm thần, nói, Diệp đại tiểu thư xưng hô thế này quá khách khí, ngài vẫn là gọi ta làm Diệp sư muội đi, thân thiết như vậy một chút. Vậy ta về sau liền bảo ngươi làm Diệp sư muội. Về phần đại lễ cái gì, ta đây chẳng qua là mượn hoa hiến Phật mà thôi, đảm đương không nổi tạ chữ. Lục Bắc Thần lần nữa cười cười, nói, nhìn sắc trời cũng không sớm, ngày mai còn phải đi dằn co tiền tuyến, nếu như không có chuyện gì khác, Diệp sư muội mời về đi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Diệp Kinh Song gật đầu, nói, tùm ân, tốt. Nàng trở về thời điểm, còn đang suy nghĩ thánh tử quả nhiên là chính nhân quân tử, cho nàng nhiều như vậy chỗ tốt, thế mà cũng không có nói cái gì quá mức yêu cầu. Đinh, Diệp Kinh Song đối tốt chủ độ thiện cảm thêm 10, túc chủ thiên mệnh giá trị thêm 100. Lục Bắc Thần mới từ Diệp Kinh Song viễn chuyển bóng lưng thu tầm mắt lại, hệ thống tiếng nhắc nhở liền vang lên. 21. Chương 22, Thái Sơ Thánh Địa có phải hay không không chơi nổi? Không phải đâu, cái này đều có thể kiếm được thiên mệnh giá trị. Lục Bắc Thần đầu tiên là ngẩn người. Lập tức, hắn có chút khó chịu nói, hệ thống, ngươi thật sự là quá keo kiệt, cứ theo đà này, thực lực của ta cái gì thời điểm mới có thể đến đạt nguyên thần cảnh khoảng chừng A. Túc chủ, xin đừng nên hung hăng càng quấy. Thiên mệnh nhân vật phản diện hệ thống khí rung lạnh nhạt nói, ta lặp lại lần nữa, quy tắc chính là quy tắc, vô luận là ngươi, vẫn là ta, cũng không có quyền đi sửa đổi. Ngoạ tào, vô tình. Lục Bắc Thần trợn trắng mắt, nói, Hệ thống, ngươi lấy cớ quá kém, quy củ đều là ngươi định, ngươi đổi không thay đổi, ai biết rõ a. À. Túc chủ, ta còn là câu nói kia, cùng hắn xoắn suýt vấn đề này, không bằng suy nghĩ thật kỹ đánh như thế nào kích nhân vật chính, cướp đoạt nhân vật chính cơ duyên, kiếm lấy thiên mệnh giá trị. Lão ngoan cố a. À. Lục Bắc thần chửi bậy một câu như vậy, liền không tiếp tục để ý thiên mệnh nhân vật phản diện hệ thống. Đem vừa mới kiếm được 100 điểm thiên mệnh giá trị dùng tại tu vi thêm điểm bên trên. Thực lực của hắn theo phong hầu cảnh 7 tầng tăng lên tới phong hầu cảnh 8 tầng. Không phải đâu. Lục Sư huynh thực lực lại tăng. Sát vách sơn nhỏ Cố Tình Tuyết cảm nhận được ba động, người đều nhanh tê. Nàng một mực tự nhận là thiên tư vô song, tại người đồng lứa bên trong là thuộc về người nổi bật cái chủng loại kia. Nhưng hôm nay cùng Lục Sư huynh như thế so sánh, không phải là bất cứ cái gì. Bất quá, một giây sau, Cố Tình Tuyết thực lực cũng tương tự tăng lên. Theo thánh chủ cảnh 3 tầng, đạt tới thánh chủ cảnh 4 tầng. Cái gì tình huống cố tình tuyết mộng. Ta tu luyện công pháp, nó có thể tự động thăng cấp. Đem cái này hoang đường ý niệm dứt bỏ, nàng mới đoán được hẳn là ăn bốn cánh đạp không hành câu thịt nướng bố trí. Ta thăng, ngươi cũng thăng đúng không? Lục Bắc Thần lập tức vui vẻ. Cố sư muội đây là nhận lấy hắn kích thích duyên cớ. Vẫn là nghĩ chứng minh nàng thiên phú không thể so với hắn trên lệch A. Sáng ngày thứ hai, cố tình tuyết đụng phải Lục Bắc Thần, nàng rất là bất đắc dĩ nói ra, Lục Sư Huynh, ngươi tu luyện thiên phú thật sự là thật là đáng sợ, một buổi tối thực lực liền tăng lên tam giai đến phong hầu cảnh tám tầng ta chính là ở phía sau liều mạng đuổi theo chỉ sợ cũng đuổi theo không lên ngươi a à. tiếp tục như vậy ta sẽ bị đã kích chết cố sư muội nhìn lời này của ngươi nói lục bắc thần hỏi ngược lại thực lực của ta thăng cấp nhanh không phải một chuyện tốt sao dừng một chút hắn tiếp lấy nói ra lại nói linh giới cái gọi là thiên tài không ít ngươi có thể đi cùng bọn hắn so tìm một chút lòng tin trở về dù sao lấy ngươi bây giờ niên kỹ thực lực có thể đến tới thánh chủ cảnh bốn tầng làm sao cũng không tính kém a à. cha ta nói qua muốn cùng so với mình người ưu tú so sánh với tiến bộ khả năng nhanh cố tình tuyết khẽ thở dài ta đối với cái này rất tán thành bởi vậy ta là sẽ không bỏ rơi đuổi theo lục sư huynh ngươi tốt có chí khí lục bắc thần tán thưởng nói ta trên tinh thần cùng hành động trên đều duy trì ngươi tạ ơn lục sư huynh nghe ngươi nói như vậy lòng tin của ta trong nháy mắt tăng lên không ít cố tình tuyết quơ quơ nắm tay nhỏ làm ra một cái phấn đấu tư thế, hy vọng lục sư huynh cũng tốt tốt cố gắng tu luyện. Nếu không, một khi bị ta vượt qua, vậy ngươi liền mất thể diện. Lục bắt thần lòng tin mười phần trả lời, yên tâm, bị ngươi vượt qua chuyện như vậy sẽ không phát sinh. Nói đùa cái gì? Cố tình tuyết mặc dù là thiên mệnh nữ đế không sai. Nhưng hắn lại là một cái có hệ thống người, trong truyền thuyết treo bức. Thiên mệnh nữ đế VSC treo bức. Đến cùng ai thua ai thắng. Cái này một mắt hiểu rõ a à. Nghe lục bắc thần cùng cố tình tuyết đối thoại, bên cạnh triệu thành lễ cảm thấy rất rung động, cũng bị thương rất nặng. 20 tuổi cũng chưa tới, thực lực liền có thể đến phong hầu cảnh 8 tầng. Thánh tử cái này tu luyện thiên phú và thực lực cũng quá kinh khủng a. À. Còn có thánh nữ, hiện tại niên kỷ mới vẻn vẹn chỉ là 17 tuổi, liền đem thực lực tu luyện đến thánh chủ cảnh 4 tầng, đã rất ngưu bức. Hết lần này tới lần khác thánh nữ một bộ ta làm sao kém như vậy bộ dáng. Ai, thánh tử, thánh nữ. Lại nói, các ngươi có cân nhắc qua nhóm chúng ta những này người bình thường cảm thụ sao? Thiệt thòi ta đem thực lực tu luyện tới đại năng cảnh ba tầng về sau, liền đắc chí, cảm thấy mình chính là cái gọi là tuyệt thế thiên tài. Thật tình không biết đây đều là ta đang ngồi giếng xem thiên, xem thường người trong thiên hạ mà thôi. Triệu thành lễ bị đã kích đến không nhẹ. Bất quá, hắn rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Thánh nữ là cái yêu nghiệt. Thánh tử là cái so thánh nữ còn yêu nghiệt yêu nghiệt. Tự mình như cùng bọn hắn so sánh, chẳng phải là đang tìm ngược. Diệp tộc trưởng, Diệp sư muội, nếu như các ngươi không ngại, có thể cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ cưỡi thần phong thuyền tiến về dàn co tiền tuyến. Lục Bắc Thần nhìn thấy Diệp An Hà cùng Diệp Kinh Song, liền hướng bọn hắn phát ra mời. Như thế, nếu từ chối thì bất kính. Diệp An Hà cùng Diệp Kinh Song đối thần phong thuyền rất là hiếu kỳ, lúc này liền đáp ứng xuống. Đại quân đợi lên thần phong thuyền. Diệp An Hà đánh giá một cái chu vi, nhịn không được sợ hãi than nói, thêm kiến thức, thượng tông món pháp bảo này quả nhiên khí phái. Hắn không nghĩ tới thần phong thuyền bên trong trang trí, vậy mà sau so bên ngoài càng thêm hoa lệ. Diệp Kinh Song tán đồng nói, đúng a, à, giống như vậy khí phái pháp bảo, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy đây. Một đám thái sơ thánh địa đệ tử trong lòng cười thầm không thôi. Cái này thần phong thuyền thế nhưng là thánh chủ bảo bối, không khí phái mới là lạ. Mà lại nếu không phải thánh chủ quá mức coi trọng thánh tử, căn bản bỏ được đem thần phong thuyền lấy ra cho bọn hắn sử dụng. Diệp tộc trưởng, Diệp sư muội, các ngươi quả nhiên biết hàng. Lục Bắc thần cười nói ra không dối gạt các ngươi, ta trước đây nhìn thấy thần phong thuyền, cũng là có cùng các ngươi không sai biệt lắm cảm giác. Lời này để cho người ta nghe được rất dễ chịu. Chuyện chữ tặng bạn gói xem phim Galaxy Play Mobile 6 tháng trị giá 100k. Nhận quà ngay. Diệp An Hà càng phát ra thưởng thức lục bắt thần. Liền làm người xử thế cũng như thế già luyện, thánh tử thật sự là con rể tốt nhất nhân tuyển. Đáng tiếc tự mình nữ nhi đêm qua cùng thánh tử cũng không có cái gì tiến triển. Được rồi, không muốn nhiều như vậy, Thánh tử có thể để tự mình nữ nhi làm dịp sư muội, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiến độ. Dằn co tiền tuyến. Lâm gia trụ sở. Thánh tử, nhóm chúng ta nếu như bây giờ liền toàn quân xuất kích, dịp đi Diệp gia là vài phút liền có thể làm được sự tình. Lâm gia tộc trưởng Lâm Quốc Hưng ngay tại không hiểu hỏi, vì cái gì còn phải đợi 4 ngày sau lại tiến đi đại quyết chiến. Lần này xung đột kết quả cuối cùng là từ Thái Huyền Thánh địa cùng Thái Sơ Thánh địa luận võ phân ra thắng bại làm chuẩn. Thái Huyền Thánh tử mặt không thay đổi trả lời: đây là tất cả đại thánh địa cùng tông môn miệng hiệp định nếu như trái với sẽ dẫn phát không xác định phong hiểm ngược diệp gia đám kia thái kê có ý gì chỉ có đánh cho tàn phế đến đây trợ giúp diệp gia những cái kia thái sơ thánh địa đệ tử hắn khả năng ý niệm thông suốt lâm quốc hưng chưa từ bỏ ý định nói ra bất quá là miệng hiệp định lại không viết xuống giấy trắng mực đen không tuân thủ cũng có thể a à. thái huyền thánh tử nhíu mày nói lâm tộc trưởng ngươi đây là muốn cho thái huyền thánh địa bị tất cả đại thánh địa cùng tông môn tập thể nhằm vào sao mặt khác ta coi như theo ngươi lời nói tiến đến tiêu diệt diệp gia thái sơ thánh địa cũng có thể trái lại đưa ngươi lâm gia diệt đi hiểu không trách không được tại không được đến thái huyền thánh địa trợ giúp trước đó lâm gia bị diệp gia đè lên đánh nguyên lai like cái này lâm gia tộc trưởng đầu óc không thể nào liên quan cái này lâm quốc hưng nghe vậy đành phải đem ánh mắt chuyển hướng thái huyền thánh địa trong đó một tên chân truyền đệ tử kỹ văn hoa thánh tử không nói lâm tộc trưởng chính là ta cũng chờ đến hơi không kiên nhẫn Kỷ Văn Hoa kiên trì lên tiếng nói, lâu như vậy cũng không thấy một cái người đến, Thái Sơ Thánh Địa có phải hay không không chơi nổi a? À? Những này thời gian, hắn thu Lâm Quốc Hưng nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, dù sao cũng phải giúp Lâm Quốc Hưng nói một cái lời nói. 22. Chương 23, nơi này có người đang trang bức, tràn diện không khống chế nổi. Kỷ chân truyền đại nhân nói đúng. Lâm Quốc Hưng vội vàng phụ họa nói, ta chính là sợ Thái Sơ Thánh Địa người không đến, cũng phí hết chúng ta chờ đợi thời gian. Thái huyền thánh tử lại là nhíu mày, lâm vào trầm tư trạng thái. Nói thật, hắn chờ đến cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Thái huyền thánh nữ lại là phốc cười một tiếng, nói, kỹ sư đệ, nếu là lời này của ngươi bị thái sơ thánh địa người nghe được, bọn hắn không phải tức nổ tung không thể. Tức điên liền tức điên. Kỹ văn hoa đề nghị, thánh tử, nếu không nhóm chúng ta đem đại quyết chiến thời gian hướng phía trước đẩy lên ngày mai như thế nào? Nếu như ngày mai thái sơ thánh địa còn không có phái người tới, nhóm chúng ta liền đem dịp gia triệt để cho diệt đi. Dù sao thời gian cũng cho nhiều như vậy, tin tưởng tất cả đại thánh địa cùng tông môn sẽ lý giải cách làm của chúng ta. Để cho ta ngẫm lại. Thái huyền thánh tử quay đầu nhìn về thái huyền thánh nữ hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cũng nghe thánh tử. Thái huyền thánh nữ cười nhẹ nhàng trả lời, lần này là ngươi dẫn đội, quyền quyết định ở chỗ của ngươi. Thái huyền thánh tử cắn cắn răng, nói, cốt, lâm tộc trưởng, ngươi chờ chút liền phái người tới dịp gia trụ sở truyền lời, liền nói đại quyết chiến thời gian cải thành ngày mai. Tuân mệnh. Lâm quốc hưng vui vô cùng trả lời ta cái này đi làm. Đầu kia to lớn mỏ linh thạch tất nhiên trọng yếu. Có thế diệt rơi diệp gia cái này lâm gia trăm năm đối thủ, mới là hắn chuyện muốn làm nhất. Là lâm quốc hưng phái đi người ven váo tự đắc mà đem thư đưa cho diệp gia trụ sở bây giờ người nói chuyện. Diệp gia đại trưởng lão diệp an bình, hắn một mở ra thư tính, lập tức không bình tĩnh. Đại quyết chiến thời gian vậy mà cải thành ngày mai. Đây không phải muốn mạng sao? Diệp gia thượng tông, thái sơ thánh địa cái này cũng còn không có phái người tới trợ giúp. Diệp gia như thế nào chịu nổi Lâm gia cùng Thái Huyền Thánh địa những cái kia viện thủ. Diệp An Bình nghĩ nghĩ, đem trong tay phong thư đưa cho hắn thân truyền đệ tử Trương Hỷ Thành, phân phó nói, cấp tốc. Ngươi bây giờ lập tức chạy về Diệp gia, đem phong thư này giao cho tộc trưởng. Trương Hỷ Thành cung kính tiếp nhận phong thư, trả lời, vâng, sư phụ. Hắn rất ít gặp qua Diệp An Bình có loại phản ứng này, cũng không biết rõ trong thư đến cùng nói thứ gì. Đưa mắt nhìn Trương Hỷ Thành cấp tốc rời đi bóng lưng, Diệp An Bình phái người đi triệu tập tất cả ở tiền tuyến Diệp gia cao tầng cái gì đại quyết chiến thời gian đổi tại ngày mai cái này có thể như thế nào cho phải a à, thái huyền thánh địa những đệ tử kia thực lực mạnh như vậy nhóm chúng ta căn bản không phải đối thủ của người ta thượng tông người không đến trợ giúp chỉ dựa vào nhóm chúng ta chỉ sợ chỉ có bị ngược phần nói không chừng ngày mai qua đi nhóm chúng ta dịp gia liền không có một đám dịp gia trưởng lão đều là cảm thấy kinh hoảng không gì sánh được dựa theo thường ngày dịp an bình đã sớm lên tiếng quát mắng bọn hắn nói không muốn trướng người khác chí khí, diệp uy phong mình. nhưng bây giờ nha, đối mặt sắp đến đại quyết chiến, trong lòng cũng của hắn không chắc a. À. đánh không lại cũng muốn đánh. diệp an bình nhắc nhở, lâm gia chẳng những cùng nhóm chúng ta diệp gia có mỏ linh thạch chi tranh, vẫn là cùng nhóm chúng ta diệp gia đấu trăm năm đối thủ. coi như nhóm chúng ta diệp gia tập thể đầu hàng, lâm gia chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua nhóm chúng ta diệp gia. lại nói nói như thế, thật là muốn nhóm chúng ta toàn bộ người đi không công chịu chết sao? diệp gia nhị trưởng lão diệp an đông cười khổ nói ra hiện tại duy nhất có thế trông cậy vào chính là thượng tông phái tới trợ giúp nhóm chúng ta diệp gia người tại trước ngày mai đuổi tới mới có thể ứng phó lần này to lớn nguy cơ nhưng vạn nhất thượng tông không có phái người tới trợ giúp hoặc là phái tới trợ giúp người tại trước ngày mai đuổi không đến đâu khi nhóm chúng ta diệp gia chẳng phải là muốn xong diệp gia tam trưởng lão diệp an nhạc bất mãn phụ họa nói bình thường nhóm chúng ta bày đồ cũng nhiều như vậy tài nguyên tu luyện cho thái sơ thánh địa các loại đến thời khắc mấu chốt Bọn hắn liền không thấy bóng người rồi. Diệp An bình cao mày nói ra, Tam trưởng lão, thỉnh nói cẩn thận, thượng tông như thế nào làm việc, há lại ngươi có thể lung tung phỏng đoán. Diệp An Nhạc hỏi ngược lại, đại trưởng lão, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật? Có một số việc trong lòng nghĩ nghĩ có thể, nhưng không thể nói ra được. Diệp An bình từ chối cho ý kiến trả lời, ngươi phải biết, nếu là những lời này truyền đi, sẽ tạo thành dạng gì hậu quả nghiêm trọng. Đại trưởng lão. Diệp An Nhạc vừa định phản bác một phen, không nghĩ tới lúc này phía ngoài lều đột nhiên truyền đến trận trận tiếng hoang hô, ngắt lời hắn. Nếu như ta vừa mới không nghe lầm, bên ngoài là đang nói lên tông người đến đúng không? Diệp An Bình cầu chứng đạo. Đúng thế. Diệp An Đông trong mắt sáng lên, gật đầu nói, ta cũng nghe thấy. Lời vừa nói ra, hiện trường đám người lập tức kích động. Bọn hắn đau khổ chờ đợi thượng tông quý khách, bây giờ rốt cục đi vào tiền tuyến rồi sao? Diệp An Bình bước đầu tiên đi ra ngoài, đã thượng tông trợ giúp nhóm chúng ta Diệp gia người tới, vậy liền đem đại quyết chiến đổi tại ngày mai tin tức cáo tri bọn hắn, nhưng bọn hắn tới làm quyết định. Dù sao, trời sập xuống, còn có thượng tông các quý khách treo lên mà. Thuyền lớn bên trên có thái sơ thánh địa tiêu chí. Xem ra là thượng tông phái tới trợ giúp nhóm chúng ta diệp gia người không sai. Mắt thấy một chiếc thuyền lớn từ xa đến gần hướng diệp gia trụ sở lao vùng vụt tới, diệp an bình bọn người triệt để yên lòng. Theo giờ khắc này bắt đầu, có thái huyền thánh địa trợ giúp lâm gia, không còn có được ưu thế áp đảo lâm gia trụ sở người đương nhiên cũng phát hiện thuyền lớn tồn tại. Đây là thái sơ thánh địa rất ít sử dụng thần phong thuyền. Có thái huyền thánh địa đệ tử nhận ra thuyền lớn lai lịch, không dám có chỗ lãnh đạm, vội vàng bẩm báo lên trên. Nhận được tin tức, thái huyền thánh tử có chút ngoài ý muốn, người nói là thái sơ thánh địa phái tới trợ giúp dịp gia người đến rồi. Chuyện chữ tặng bạn gói xem phim Galaxy Play Mobile 6 tháng trị giá 100k. Nhận quà ngay. Đúng vậy, thánh tử. Đi, nhóm chúng ta đi ra xem một chút nhìn thấy thái huyền thánh tử bọn người tràn đầy phấn khởi bộ dạng lâm quốc hưng nhưng trong lòng không là bình thường buồn bực mẹ nó thái sơ thánh địa người nếu như chờ diệp gia bị diệt về sau lại đến thật là tốt bao nhiêu a à? thần phong thuyền đây không phải thái sơ thánh chủ bảo bối tọa giá sao thái huyền thánh tử nhãn thần ngưng tụ nói hẳn là thái sơ thánh địa lần này phái ra trợ giúp diệp gia người bên trong có thái sơ thánh tử cùng thái sơ thánh nữ tồn tại thái huyền thánh nữ hiển nhiên cũng nghĩ đến khả năng này thánh tử cái này ngươi có đối thủ cái gì đối thủ? Thái Huyền Thánh Tử không quan tâm trả lời, coi như tới là Thái Sơ Thánh Tử cùng Thái Sơ Thánh Nữ, bọn hắn còn có thể đánh thắng được ta hay sao? Hắn chẳng mấy chốc sẽ nhường đến đây trợ giúp Diệp gia những này Thái Sơ Thánh địa đệ tử, cảm nhận được cái gì gọi là bị hắn chi phối sợ hãi. Bởi vậy, không bằng Thái Huyền Thánh Nữ có chỗ đáp lại, hắn liền từ trên mặt đất chậm rãi thăng đến không trung. Sau đó, hắn đem linh lực bám vào thanh âm bên trên, không gì sánh được phách lối nói ra, Thái Sơ Thánh địa phế vật, ta chính là Thái Huyền Thánh Tử hoan nghênh các ngươi đến đây nơi đây thụ ngược đãi lục bắc thần cùng cố tình tuyết bọn người cười cười nói nói bỗng dưng nghe được câu này không khỏi sửng sốt một cái lập tức kịp phản ứng hắn thật không có không vui chỉ là trong lòng cảm thấy có chút im lặng mà thôi uy yêu yêu linh sao nơi này có người đang trang bức tràn diện không khống chế nổi 23. chương 24, thánh nữ uy vũ kinh ngạc đến ngay người diệp gia đám người thật sự là lẽ nào lại như vậy cái này thái huyền thánh tử cũng quá cuồng đi triệu thành lễ các loại thái sơ thánh địa đệ tử toàn bộ cũng nổi giận không sai căn cứ truyền ngôn thái huyền thánh tử tu luyện thiên phú và thực lực cực mạnh bọn hắn có thể là so không lên nhưng đem bọn hắn hình dung thành phế vật cái này quá mức a à. huống hồ thái huyền lời của thánh tử đem thánh tử cùng thánh nữ cũng hàm cái đi lên thánh tử kia thế nhưng là đường đường một cái niên kỷ liền 20 tuổi cũng chưa tới cũng đã đem thực lực tu luyện đến phong hầu cảnh tám tầng yêu nghiệt mặt khác thánh nữ đồng dạng không kém, miên kỷ không đến 18 tuổi, liền thành thánh chủ cảnh bốn tầng cường giả. Triệu Thành Lễ trong lòng cười lạnh nói, hai người bọn họ nếu là phế vật, thử hỏi toàn bộ linh giới, còn có không phải phế vật người sao? Cố Tình Tuyết giận cười, Lục sư huynh, xem ra Thái Huyền Thánh Tử giống như là ăn chắc nhóm chúng ta a. À. Nhóm chúng ta vừa tới, Thái Huyền Thánh Tử liền đến như thế một hạ mã uy. Lục Bắc Thần gật đầu nói, đại khái là cảm thấy ổn sử dụng phần thắng, lấy thực lực của hắn, có thế tùy tiện nghiền ép nhóm chúng ta không thể tùy ý hắn như thế phách lối. Nếu không, chúng ta Thái Sơ Thánh Địa mặt mũi để nơi nào a? À? Cố Tình Tuyết một mặt quyết nhiên nói ra, Lục sư huynh, ngươi thay ta áp trận, ta cái này ra ngoài gặp một lần hắn. Được. Lục Bất Thần không có phản đối. Đối mặt Thái Huyền Thánh tử như vậy khiêu khích, nếu như không có điểm phản ứng, không người biết, còn tưởng rằng Thái Sơ Thánh Địa sợ Thái Huyền Thánh Địa đây. Diệp An Hà đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, Thánh nữ, có truyền ngôn nói Thái Huyền Thánh tử thực lực đã tới thánh chủ cảnh 8 tầng trở lên ngài đối đầu hắn, vạn sự cần xem chừng. Tạ ơn Diệp tộc trưởng. Cố tình tuyết đầu tiên là như thế trả lời một câu. Lập tức, nàng cả người tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Đãi nàng lần nữa hiện thân thời điểm, đã là đến ly Thái Huyền Thánh Tử không xa đối diện. Đây là... Nhìn thấy cố tình tuyết, Thái Huyền Thánh Tử ngây ngẩn cả người, trong mắt không tự chủ được hiện lên kinh diễm thần sắc. Hình dạng khuynh quốc khuynh thành, da thịt trắng nõn trơn mềm, mấu chốt là dáng vóc đường cong không là bình thường đỉnh tim chắc hẳn ngươi chính là Thái Huyền Thánh Tử A. Thực lực không biết như thế nào, khẩu khí ngược lại là rất lớn. Cố tình tuyết vung khẽ ống tay áo, nói, ta, Thái Sơ Thánh Nữ, chuyên tới để chỉ giáo. Dễ nói dễ nói. Thái Huyền Thánh Tử ngữ khí ngược lại là ôn hòa không ít. Cách không được trước mắt cô gái mặc áo trắng này ngày thường như vậy tuyệt sắc. Nguyên lai nàng chính là danh xưng Đông Châu Đệ nhất Mỹ Nhân, Thái Sơ Thánh Địa Thánh Nữ Cố Tình Tuyết. Được, ngươi là muốn nói xin lỗi. Vẫn là muốn cùng ta đỏ sức một phen cố tình tuyết hỏi. Xin lỗi. Cái gì xin lỗi? Ta vừa rồi có nói sai lời gì sao? Thái huyền thánh tử ra vẻ kinh ngạc trả lời, về phần đỏ sức. Ta miễn miễn cưỡng cưỡng có chút hứng thú. Đương nhiên, giống cố tình tuyết dạng này tuyệt sắc gia nhân, tới trên giường đỏ sức, mới là hắn cảm thấy hứng thú nhất sự tình. Dù sao, có khoảnh khắc như thế, hắn kém chút liền tên của hài tử cũng nghĩ kỹ. Đừng giả bộ choáng váng. Đã ngươi không chịu xin lỗi, vậy liền đánh đi. Cố tình tuyết không chút do dự theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra tử thanh song kiếm, thái sơ thánh địa không thể nhục. Rất không cần phải. Thái huyền thánh tử lắc đầu, nói, vì để tránh cho người khác nói ta thái huyền thánh địa nhàn thoại, đỏ sức cái gì, lưu đến ngày mai đại quyết chiến rồi nói sao? Ngày mai đại quyết chiến. Cố tình tuyết nghi hoặc nói ra, không phải bốn ngày sau. Sửa lại thời gian. Thái huyền thánh tử chắp tay, nói, thái sơ thánh nữ, ta phi thường chờ mong ngươi đến lúc đó biểu hiện. Cố Tình Tuyết mặc dù không quá minh bạch vì sao Thái Huyền Thánh tử sẽ trở nên tốt như vậy nói chuyện. Nhưng nàng biết mình thực lực cùng Thái Huyền Thánh tử trên lệch có chút lớn, không thích hợp cùng Thái Huyền Thánh tử lập tức động thủ. Cho nên nàng mượn cái này bậc thang xuống, không còn rút tiền tại liền đấu sự tình. Được. Cố Tình Tuyết hướng Thái Huyền Thánh tử chấp tay, liền thân hình lóe lên, trở lại thần phong thuyền bên trên. Thái Huyền Thánh tử tùy theo từ không trung rơi xuống mặt đất, không tiếp tục mở miệng nhục nhã Thái Sơ Thánh địa. Thánh nữ Uy Vũ Triệu Thành Lễ tiến lên xu nịnh nói, ngài một màn này ngựa, đảm nhiệm cái kia thái huyền thánh tử thực lực thông thiên, cũng không thể không yên. Cố tình tuyết dở khóc dở cười nói, triệu sư đệ, thái huyền thánh tử loại phản ứng này, cũng không thể nói hắn là sợ ta. Khả năng duy nhất là hắn có ý định khác. Lục Bắc Thần nhìn xem cố tình tuyết kia tuyệt mỹ kiều vẻ mặt, trong lòng lại là mơ hồ đoán được cái gì. Thái huyền thánh tử hẳn là bị sắc đẹp mê mắt, muốn cho cố tình tuyết một cái ấn tượng tốt, làm việc mới có thể như vậy đầu voi đuôi chuột. Liền cái này. Mắt thấy trận này xung đột qua loa liền kết thúc. Vô luận là Lâm gia đám người, vẫn là Thái Huyền Thánh địa đám người, cũng thất vọng. Bởi vì bọn hắn trước đó cảm thấy mình là gặp được Thái Huyền Thánh tử đại phát thần uy, treo lên đánh đường xa mà đến những cái kia Thái sơ thánh địa đệ tử lịch sử tính một màn. Thánh tử không phải là đối cố tình tuyết lên tâm tư gì a? À? Thái Huyền Thánh nữ nhíu lông mày, trong lòng có chút bực bội. Căn cứ nàng đối Thánh tử hiểu rõ, khả năng này không phải là không có mà tại diệp gia trụ sở diệp an bình bọn người thì là nhao nhao nới lỏng một hơi bọn hắn sợ nhất thái huyền thánh tử như vậy khiêu khích đến từ thái sơ thánh địa viện quân cuối cùng lại không đạt được bất kỳ đáp lại bây giờ thượng tông thánh nữ đã dám ra đây trực diện thái huyền thánh tử kia khẳng định là trong lòng làm xong song phương khả năng ra tay đánh nhau chuẩn bị lục bắc thần cùng cố tình tuyết bọn người đi đến diệp gia trụ sở diệp an bình bọn người nhao nhao tới gặp qua lễ về sau diệp an bình đã nói thái huyền thánh tử thực lực quá mức đáng sợ ngày mai đại quyết chiến có chút huyền các loại truyện chữ tặng bạn gói xem phim Galaxy Play Mobile 6 tháng trị giá 100k. Nhận quà ngay. Đại trưởng lão, ngươi không cần lo lắng ngày mai đại quyết chiến. Diệp An Hà cười thần bí, nói, thượng tông khách quý thực lực, tuyển siêu ngươi ngoài tưởng tượng. Tộc trưởng, thế nào còn bán được cái nút tới? Diệp An Bình thúc giục nói, nhanh giải thích một cái ngài lời này là có ý gì? Chẳng lẽ những này thượng tông quý khách bên trong, còn có thực lực vượt qua thân là thánh chủ cảnh chính tầng cường giả thái huyền thánh tử hay sao? cái khác trụ sở trưởng lão nhóm cũng là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, trong mong nhìn xem Diệp An Hà. Hiển nhiên trong lòng bọn họ có cùng Diệp An Bình không sai biệt lắm ý nghĩ. Diệp An Hà cười cười. Hắn liền đem lục bắt thần bọn người ở tại đến Diệp gia trợ giúp trước đó, gặp được thánh chủ cảnh cấp bậc yêu thú bốn cánh đạp không hành câu, cùng lục bắt thần thực lực đã tới phong hầu cảnh tin tức kể rõ ra. Diệp An Bình bọn người sợ ngây người. Phong hầu cảnh. Khi thế nhưng là rất nhiều thế hệ trước người tu luyện cũng không cách nào đạt tới cảnh giới thánh tử hiện tại niên kỷ hẳn là không đến 20 tuổi a à. Thế mà liền có như thế thực lực cường đại rồi. Dùng cái này suy tính, tương lai còn phải rồi. Kịp phản ứng về sau, dịp an bình bọn người nhao nhao vui mừng quá đổi. Đối diện lâm gia trụ sở người mạnh nhất là Thái Huyền Thánh Tử, thực lực đại khái tại thánh chủ cảnh chính tầng khoảng chừng. Thánh tử đối đầu hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, căn bản chính là nghiền ép cục. Nói như vậy, ngày mai đại quyết chiến, dịp gia là thắng chắc. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, Diệp An Bình bọn người ngược lại là chờ mong ngày mai quyết chiến có thể sớm một chút đến. Bọn hắn ngắm nghĩa cẩn thận những cái kia phách lối gia hỏa tại bị ngược thời điểm, trên mặt sẽ là biểu tình gì. 24. Chương 25, Lục Bắc Thần là Thượng Giới Thiên Kiêu. Tin tức giả. Đúng rồi. Diệp An Hà giống như là tựa như nhớ tới cái gì, tràn đầy ấy nấy hướng Lục Bắc Thần nói ra, Thánh Tử, tại không có tìm kiếm ngài đồng ý dưới, ta liền đem những tin tức này nói cho Đại trưởng Lão bọn hắn, hành vi có chút vượt qua, mong rằng ngài đừng nên trách không sao. Lục Bắc Thần lắc đầu, nói, ta hiểu ngươi cách làm này. Hắn biết rõ Diệp An Hà làm như thế, là vì ổn định quân tâm thôi. Ai kêu tại mọi người trong mắt, Thái Huyền Thánh Địa nội tình so Thái Sơ Thánh Địa mạnh. Lại lại thêm Thái Huyền Thánh tử danh thiên tài truyền xa. Dẫn đến tại Diệp gia trụ sở Diệp gia trưởng lão nhóm đối ngày mai đại quyết chiến lòng mang lo nghĩ, lòng tin không đủ. Tạ ơn Thánh tử. Diệp An Hà nhìn một chút cách đó không xa Diệp khinh Sông, có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép nha đầu này làm sao lại không khai khiếu đâu. Nếu không phải giải quyết trận này xung đột về sau, Diệp Kinh Song sẽ cùng Lục Bắc Thần cùng một chỗ quay về Thái Sơ Thánh Địa, vẫn như cũ có tiếp xúc cơ hội. Hắn thật muốn nhường trong nhà thị nữ đem Diệp Kinh Song cả người lột sạch, đưa đến Lục Bắc Thần trên giường. Diệp Kinh Song hình như có nhận thấy nhìn lại Diệp An Hà một cái, gương mặt xinh đẹp nóng lên đến kịch liệt. Làm cha con, nàng đương nhiên đoán được Diệp An Hà giờ khắc này ở nghĩ cái gì. Cha, ta đang nỗ lực, thật đang nỗ lực. Diệp Kinh Song ở trong lòng cười khổ nói lục sư huynh ta không phải thái huyền thánh tử đối thủ cố tình tuyết đột nhiên nói ra ngày mai đại quyết chiến hắn cứ giao cho ngươi đến giải quyết không có vấn đề lục bắc thần gật đầu nói trước mặt ta hắn chính là một cái yếu gà mà thôi lời này bá khí quả thực là không có chút nào đem thái huyền thánh tử để vào mắt ngoại trừ biết rõ lục bắc thần thực lực chân chính cố tình tuyết cùng triệu thành lễ bên ngoài hiện trường những người khác là một mặt kinh ngạc thánh tử thực lực đến tột cùng mạnh đến cái gì tình trạng mới có như vậy lo lắng, dám nói ra lời như vậy a. À? Diệp An Hà chần chờ một cái, hỏi, thánh tử, ta có thể hay không mạo muội hỏi một câu, thực lực của ngài bây giờ đến cùng tại phong hầu cảnh cái nào giai đoạn? Cái này ta biết rõ. Lục Bắc Thần còn không có đáp lời, Triệu Thành lễ liền không nhịn được nói ra, thánh tử thực lực đã đạt tới phong hầu cảnh 8 tầng. Trong giọng nói, ẩn chứa tràn đầy khoe khoang ở bên trong. Phong hầu cảnh 8 tầng. Lời này vừa nói ra, bỏ mặt là ở đây thái sơ thánh địa nhóm đệ tử, vẫn là diệp gia đám người tất cả đều không khỏi hít vào một ngụm gió lạnh thánh tử cái này còn tính là người a trên đời này có thiên tư như thế yêu nghiệt người tồn tại diệp an hà cùng diệp kinh song nhìn nhau đều là nhìn thấy đối phương trong mắt chỗ toát ra chấn kinh cùng thoải mái thánh tử là tới từ thượng giới thiên kiêu không sai có thể cái này tu luyện thiên phú cũng quá đáng sợ a nếu không phải triệu thành lễ không cần thiết nói dối lừa gạt bọn hắn bọn hắn còn có thể coi là triệu thành lễ đây là tại nói hưu nói vượng đây triệu thành lễ hậu tri hậu giác ý thức được tự mình vừa rồi đã làm những gì vội vàng hổ thẹn nói ra thánh tử là ta vượt qua ngài trừng phạt ta đi như lời ngươi nói cũng là ta nghĩ trả lời liền không nói trừng phạt cái gì lục bắc thần nói đến đây nghiêm sắc mặt nói bất quá thường nói đạo quân không mật thì mất thần thần không mật thì thất thân mấy sự tình không mật thì thành hại có thời điểm mọi thứ không thể đồ nhất thời lanh mồm lanh miệng miễn cho cuối cùng hại người hại mình vâng sư đệ minh bạch triệu thành lễ không có chút nào bất mãn thánh tử đây là coi trọng hắn mới có thể nói như thế một đống lớn đạo lý đổi lại là những người khác thánh tử chỉ sợ lý cũng sẽ không để ý đến hắn trẻ con là dễ dạy lục Bắc thần đem ánh mắt chuyển hướng diệp an hà bọn người nói cái này các ngươi nên an tâm a à. diệp an hà bọn người cùng nhau trả lời an tâm ngày mai đại quyết chiến bọn hắn bên này có thực lực đã tới phong hầu cảnh tám tầng thánh tử tại còn có cái gì không an lòng lâm gia trụ sở thái sơ thánh tử lục bắc thần là đến từ thượng giới thiên kiêu bên người có một tên hư hư thực thực nguyên thần cảnh thậm chí là nguyên thần cảnh trở lên cường giả làm hắn người hộ đạo thái huyền thánh tử nhìn qua trên tay tình báo không khỏi cười nhạo nói đây là thái sơ thánh địa vẫn là diệp gia cố ý thả ra tin tức giả thái huyền thánh nữ nhãn thần ngưng trọng nói ra thánh tử chưa chắc là tin tức giả thánh nữ ngươi vẫn là quá ngây thơ thái huyền thánh tử hỏi ngược lại linh giới có người phi thăng thượng giới tin tức chúng ta nghe qua không ít, nhưng cái gì thời điểm nghe nói qua có thượng giới người xuống tới nhóm chúng ta linh giới tin tức. Bởi vậy, thứ nhất, hoặc là Thái Sơ Thánh Địa sợ Thái Sơ lão thánh chủ tọa hóa, lại không cao cấp chiến lực tin tức truyền đi, dẫn tới rất nhiều thế lực thăm dò, mới cố ý truyền bá ra tin tức giả. Thứ hai, hoặc là Diệp gia vì hù dọa nhóm chúng ta, thả ra tin tức giả, mục đích là muốn cho nhóm chúng ta từ bỏ trợ giúp Lâm gia. Thánh tử, ta cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy. Thái Huyền Thánh nữ lắc đầu, nhắc nhở ngươi cũng đừng quên ngũ trưởng lão bốn cánh đạp không hành câu không rõ ràng vẫn lạc một chuyện, ta hoài nghi cùng lục bắt thần người hộ đạo có quan hệ. Thánh nữ, ngươi đừng tự mình dọa tự mình. Thái huyền thánh tử cười cười, nói, coi như lục bắt thần thật là đến từ thượng giới thiên kiêu, ta cũng muốn nhường hắn trải nghiệm một cái rơi xuống bụi bặm cái chủng loại kia cảm giác. Thái huyền thánh nữ giật giật miệng, cuối cùng không nói gì. Thánh tử tự tin là chuyện tốt. Chỉ khi nào tự tin quá mức, rất có thể sẽ thất bại. Bất quá, Nghĩ đến thánh tử kia cao tới thánh chủ cảnh chính tầng thực lực, nàng không thể không thừa nhận thánh tử có tự tin vốn liếng. Chuyện chữ tặng bạn gói xem phim Galaxy Play Mobile 6 tháng trị giá 100k. Nhận quà ngay. Thái huyền thánh tử tiếp tục nói ra, gần nhất thái sơ thánh địa lão thánh chủ tọa hóa tin tức này, tại linh giới truyền đi xôn xao, cũng không biết rõ bắt nguồn từ nơi nào. Ai biết rõ đây? Thái huyền thánh nữ tiếp lời nói, nếu như ta đoán được không sai, nhất định là có cái gì thế lực tại nhằm vào thái sơ thánh địa. Vậy cũng không muốn quá tốt địch nhân của địch nhân, chính là chúng ta bằng hữu. Thái huyền thánh tử đem tay phải nắm chắc thành quyền, nói, chờ xác định thái sơ lão thánh chủ tọa hóa tin tức này là thật, ta sẽ đề nghị thánh chủ liên hợp cái khác thánh địa cùng tông môn đối thái sơ thánh địa nổi lên, cùng một chỗ chia cắt thái sơ thánh địa di sản. Nghe vậy, thái huyền thánh nữ nhãn thần cũng biến thành lửa nóng. Thái sơ thánh địa làm đã từng linh giới đệ nhất thế lực, bên trong bảo bối không là bình thường nhiều. Chỉ cần đạt được một chút, liền có thể nhường nàng chung thân hưởng thụ vô tận. Sáng ngày thứ hai, Trời vừa sáng, Lâm Quốc Hưng liền không kịp chờ đợi tụ tập đầy đủ tại Lâm gia trụ sở đám người. Hôm nay qua đi, Diệp gia nên rời khỏi lịch sử võ đài. Thật tình không biết Diệp An Hà đồng dạng cũng là loại ý nghĩ này. Đặc biệt là biết rõ Lục Bắc thần thực lực đã tới phong hầu cảnh 8 tầng tình huống dưới, hắn cảm thấy hôm nay đại quyết đấu kết quả không có bất kỳ lo lắng. Thái Huyền Thánh địa tất bại. Lâm gia nhất định phải rời khỏi lịch sử võ đài. Nghĩ tới đây, Diệp An Hà tại bất tri bất giác bên trong, kích động lệ rơi đầy mặt. Diệp gia liệt tổ liệt tông. Các ngươi thấy được không? Diệp gia sắp tại trên tay của ta đi đến huy hoàng. Mà cùng Diệp gia đấu trên trăm năm thời gian lâm gia, thì sắp đi đến xuống dốc. Chương 26, Thế sự vô thường, đại quyết chiến mở ra. Cha, ngài thế nào? Diệp Kinh Song lo lắng hỏi. Không có gì, ta cao hứng tới. Diệp An Hà lắc đầu, nói, khó được đến ta thế hệ này, rốt cục có thể giải quyết ngăn tại Diệp gia cuộc khởi trên đường trăm năm đối thủ lâm gia, tràn đầy cảm xúc thôi kỳ thật tâm tình của ta cùng ngài không sai biệt lắm." Diệp Kinh song tràn đầy cảm khái nhìn về phía Lâm gia trụ sở. Mấy ngày trước, kia sắp bộc phát đại quyết chiến, giống như to lớn bóng mờ bao phủ tại trong lòng của nàng, nhưng nàng hoảng sợ bất an. Hiện tại nha, nàng không chỉ dừng không hoảng hốt, còn rất chờ mong đại quyết chiến đến. Quả nhiên là thế sự như kỳ, cục cục mới a." À. Diệp An Hà tự dễu nói, đại quyết chiến cái này cũng còn không có bắt đầu, ta thế mà liền suy nghĩ nên như thế nào đi chúc mừng thắng được lần này xung đột thắng lợi có phải hay không có chút nhẹ nhàng? Không đến mức không đến mức. Diệp Kinh Song đáp lại nói, ngài chỉ là đối thánh tử lòng tin tương đối chân mà thôi, làm sao được tính là là nhẹ nhàng. Lại nói, có thánh tử tại, ta cũng cho rằng đại quyết chiến không chút huyền niệm, bên ta thắng chắc. Cho nên ngài sớm cân nhắc làm như thế nào chúc mừng một chuyện, không phải rất bình thường sao? Triệu Thành Lễ vừa vặn nghe được nàng, không khỏi cười tiếp lời nói, Diệp Đại Tiểu Thư nói đến không tệ, theo biết được thánh tử thực lực đã tới phong hầu cảnh 8 tầng bắt đầu, nhóm chúng ta ai cũng cảm thấy đây là ổn thỏa nghiền ép cục. Thông qua hôm nay đại quyết chiến, tin tưởng thánh tử sẽ để cho Thái Huyền Thánh Địa người biết rõ, cái gì mới tán dương thế thiên tài. Mặt khác, này lại hướng ngoại giới phát ra một cái tín hiệu, đó chính là có thể bồi dưỡng được thánh tử loại này tuyệt thế thiên kiêu, Thái Sơ Thánh Địa chắc chắn lần nữa cuộc khởi. Cố Tình Tuyết toàn bộ hành trình đem đối thoại của bọn họ nghe vào trong tai, không khỏi nhịn không được cười lên nói, tốt gia hỏa, sáng sớm, các ngươi ngay tại bỗng nhiên thổi phòng lục sư huynh đúng không? có muốn hay không ta hiện tại đi đem hắn kéo qua, các ngươi ở ngay trước mặt hắn nói, dạng này hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn một chút. Diệp An Hà cùng Diệp Kinh Song, cùng Triệu Thành Lễ không khỏi cùng nhau thi lễ nói, chúng ta gặp qua thánh nữ. Không cần đa lễ. Cố tình tuyết khoát tay áo, nói, nói tiếp, tại đại quyết chiến không có trước khi bắt đầu, nhóm chúng ta nhiều hơn thổi phòng một cái lục sư huynh, chắc hẳn lo lắng sẽ càng đầy một chút. Cố sư muội đừng như vậy a. À. Lục bắt thần theo trong lều phải đi tới, dở khóc dở cười mà nói, nói thêm gì đi nữa, nói không chừng các ngươi không có tung bay, ta chỉ sợ cũng trước tiên cần phải nhẹ nhàng. Ngươi sẽ không tung bay. Cố tình tuyết thần sắc kiên định mà nói, lục sư huynh, những người khác, ta không dám nói, ngươi nha, không kêu không gấp mới là trạng thái bình thường. Niên kỷ không đến 20 tuổi, liền đem thực lực tu luyện tới phong hầu cảnh 8 tầng, lục sư huynh cũng không có kiêu ngạo tự mãn. Chỉ là vài câu thổi phòng lời nói, làm sao có thể nhường lục sư huynh nhẹ nhàng. Lục bắt thần cười cười, nói, cố sư muội, xem ra vẫn là ngươi hiểu rõ ta nhất. Diệp An Hà bọn người vừa định thi lễ, liền bị lục bắt thần ngắt lời nói, nhóm chúng ta cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt, bực này lễ nghi phiền phức đều có thể miễn đi. Vâng, thánh tử. Lúc này, một tên Diệp gia tộc nhân chạy tới bẩm báo nói, lâm gia trụ sở bên kia đã đang khiêu chiến. Diệp An Hà nghĩ nghĩ, hỏi, thánh tử, ý của ngài đâu? Lục bắt thần cười lạnh một tiếng, nói, đi, đã bọn hắn như thế không kịp chờ đợi nghĩ thụ ngược đãi khi nhóm chúng ta liền thành toàn bọn hắn lại như thế nào? Phượng Minh Nguyên Diệp gia trụ sở cùng Lâm gia trụ sở ở giữa Bình Nguyên Nhìn xem đối diện lục bắt thần bọn người, Thái Huyền Thánh tử ra hiệu Kỷ Văn Hoa ra nói chuyện. Kỷ Văn Hoa hiểu ý, lập tức đem linh lực vận đến trong thanh âm, nói, lần này đại quyết chiến, quy tắc là nhóm chúng ta Thái Huyền Thánh địa ra ba người, các ngươi Thái Sơ Thánh địa ra ba người, đến cái ba ván hai thắng, không biết các ngươi đối với cái này có thể có dị nghị. Lục sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào? cố tình tuyết tuân hỏi. Mặc dù lục bắc thần nói lần này là nàng dẫn đội, mọi thứ từ nàng làm quyết định. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được trưng cầu lục bắc thần ý kiến. Đáp ứng hắn. Lục bắc thần trả lời, người đối chiến thái huyền thánh nữ, ta đối chiến thái huyền thánh tử, cái này hai trận luận võ, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc thắng. Được rồi. Cố tình tuyết gật đầu, cũng đem linh lực vận đến trong thanh âm, nói, không có dị nghị, liền theo ba ván hai thắng quy tắc này đến tiến hành lần này đại quyết chiến. Được, vậy cứ thế quyết định. Kỷ Văn Hoa vận chuyển thân pháp tiến lên, ngoắc ngoắc ngón tay, nói ra, ta, Kỷ Văn Hoa, Thái Huyền Thánh Địa chân truyền đệ tử. Hiện đại biểu Thái Huyền Thánh Địa cái thứ nhất xuất chiến, làm phiền các ngươi Thái Sơ Thánh Địa phái một người tới cùng ta chơi đùa. Cảm nhận được Kỷ Văn Hoa trên thân pháp tán ra khí tức, Cố Tình Tuyết nhìn về phía ở đây Thái Sơ Thánh Địa nhóm đệ tử, nói, cái này gia hỏa thực lực hẳn là tại đại năng cảnh 6 tầng khoảng chừng, các ngươi ai đi cùng hắn đánh một trận. Thánh nữ, ta đến. Triệu Thành lễ lên tiếng nói. Ở đây chư vị Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, ngoại trừ lục bắt thần cùng cố tình tuyết bên ngoài, là thuộc hắn mạnh nhất. Hắn không tiếp việc này, ai đón a? À? Được rồi, vậy hắn liền giao cho ngươi. Cố tình tuyết phân phó nói, Triệu Sư Đệ, trận này đánh nhau thắng không thắng cũng không đáng kể, chính ngươi an nguy quan trọng, ta có thể cho phép ngươi tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hướng đối phương nhận thua. Tạ ơn Thánh Nữ. Triệu Thành lễ trong lòng ấm áp, nói, ta rõ ràng chính mình nên làm như thế nào dừng một chút, hắn vận chuyển thân pháp tiến lên, nói, ta, triệu thành lễ, thái sơ thánh địa chân truyền đệ tử, chuyên tới để chỉ giáo. Bớt nói nhiều lời, đánh đi. Ta cho tới bây giờ cũng sẽ không đi nhớ bại tướng dưới tay chính mình gọi là tên là gì. Ngươi. Truyện chữ tặng bạn gói xem phim Galaxy Play Mobile 6 tháng trị giá 100k. Nhận quà ngay. Đừng có gọi như vậy, xem chiêu. Kỷ văn hoa không chút nào dây dưa dài dòng hướng triệu thành lễ phát khởi lăng lệ công kích. Triệu Thành Lễ thấy thế cũng không cam chịu yếu thế nên đón tiếp lấy. Trận này đánh nhau rất đặc sắc, hiện trường rất nhiều người đều thấy hoa mắt thần dời. Đáng tiếc kết quả cuối cùng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì có được tam giai thực lực sai biệt, Triệu Thành Lễ vẫn là bại bởi kỹ văn hoa. Triệu Thành Lễ chật vật trở lại cố tình tuyết bên người, nói, thánh nữ, thật xin lỗi, ta thua. Thua thì thua, người không có việc gì liền tốt. Cố tình tuyết an ủi, tiếp xuống, ngươi liền nhìn ta cùng thánh tử như thế nào vì ngươi lấy lại danh dự đi mà thắng kỹ văn hoa thì là tại thoáng có chút đắc ý hướng thái huyền thánh tử nói ra thánh tử ta không phụ ngươi hy vọng đoạt được trận này đánh nhau thắng lợi làm tốt ta chỗ này cho ngươi ghi lại một công các loại đại quyết chiến kết thúc về sau lại tiến đi luận công hành thưởng thái huyền thánh tử đầu tiên là như thế khen ngợi một câu lập tức hắn quay đầu nhìn về thái huyền thánh nữ nói ra không nghĩ tới thái sơ thánh địa người không có thực lực sách lược cũng là như vậy hỏng bét bọn hắn liền sẽ không an bài thái sơ thánh nữ đánh trận đầu sau đó Thái Sơ Thánh Tử lại đánh với ngươi trận thứ hai, mà vừa rồi tên kia Thái Sơ chân truyền chuyên môn dùng để ứng phó ta, làm như vậy có lẽ mới có thắng được lần này đại quyết chiến cơ hội a. À. Thánh Tử, trên đời này cũng không phải người người cũng giống như ngươi như thế cơ trí. Thái Huyền Thánh Nữ cười nhạo một tiếng, nói, chúng ta sẽ đánh trận thứ hai, nếu như Thái Sơ Thánh Địa bên kia phái ra chính là Thái Sơ Thánh Nữ, đây chẳng phải là lại biến thành ba chúng ta cục toàn thắng. Đến lúc đó tin tức này vừa truyền ra đi, Thái Sơ Thánh Địa mặt mũi ném đến nhưng lớn lắm. 26 Chương 27, chơi lôi điện, cố sư muội là chuyên nghiệp. Đừng quá kinh địch. Ta mặc dù không nhìn thấu cố Tình Tuyết thực lực chân chính như thế nào, nhưng ta có thể cảm giác được thực lực của nàng tuyệt đối đã đạt tới thánh chủ cảnh. Thái Huyền Thánh tử nhắc nhở, nếu là ngươi thật đối đầu nàng, một cái không chú ý, dẫn đến tại Lật thuyền trong mương cũng không phải không thể nào. Thánh tử nói rất đúng. Thái Huyền Thánh nữ tự tin nói ra, bất quá, ta còn là không tin cố Tình Tuyết có thể đánh được ta. Nói thật, Thái huyền thánh tử nhiều lần đề cập cố tình tuyết, cái này khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Thánh nữ, kia vạn sự xem chừng. Thái huyền thánh tử hiểu rõ thái huyền thánh nữ, biết rõ nàng quyết định sự tình, khó mà ngăn cản, liền không lại thuyết phục. Hy vọng trận thứ hai đánh nhau, không ra cái gì ngoài ý muốn đi. Được rồi. Thái huyền thánh nữ gật đầu. Lập tức, nàng vận chuyển thân pháp, tiến lên hỏi, trận thứ hai từ ta xuất chiến, các ngươi thái sơ thánh địa ai tới chơi với ta chơi. Quả thật không phải một người nhà, không tiến vào một gia môn. Nàng giọng nói chuyện cùng kỹ văn hoa không nói giống nhau y hệt, đơn giản chính là như đúc đồng dạng. Cố tình tuyết phi thân tiến lên, trả lời, ngươi là thái huyền thánh địa thánh nữ, ta là thái sơ thánh địa thánh nữ, đương nhiên là để ta tới cùng ngươi đánh trận này. Tốt, thánh nữ chi chiến, có chút ý tứ. Thái huyền thánh nữ cười nói ra, chính là có một chuyện, ngươi khả năng không biết rõ. Nếu không, ngươi có dám hay không làm ra vừa rồi cử động, còn khác nói. a à, ngươi nói xem cố tình tuyết nhiều hứng thú mà nói ta gần đây lá gan không nhỏ ngược lại là nghĩ biết rõ sự tình gì có thể dọa đến đến ta tốt vậy ta đã nói thái huyền thánh nữ trong nháy mắt phong mang tất lộ trên thân tản mát ra một cổ khí thế cường đại trực áp hướng cố tình tuyết không sợ nói cho ngươi thực lực của ta đã đạt tới thánh chủ cảnh bốn tầng Trung rẩy đi cố tình tuyết ta cái này để ngươi trải nghiệm một cái cái gì gọi là tuyệt vọng cái gì hiện trường rất nhiều người đều kinh hãi Thái huyền thánh nữ niên kỹ nghe nói không phải tại 19 tuổi khoảng chừng sao. Thực lực của nàng thế mà liền đạt tới thánh chủ cảnh 4 tầng rồi. Nghĩ tới đây, trong đầu của bọn họ không khỏi hiện lên cùng một cái ý niệm, lại nói, thái sơ thánh nữ có phải hay không lập tức phải thua. Thái sơ thánh nữ, ngươi vẫn là nhận thua đi. Kỷ văn hoa dẫn đầu hưng phấn hô, nhận thua. Nhận thua. Nhanh nhận thua. Hiện trường thái huyền thánh địa nhóm đệ tử cùng lâm gia đám người nghe vậy cũng nhao nhao đi theo hưng phấn hô, nhận thua. Nhận thua, nhanh nhận thua. Trong lúc nhất thời, thanh thế như hồng. Tràng diện kia nhìn tựa như là cố tình tuyết đã thua giống như. Thái sơ thánh địa nhóm đệ tử trước mấy thời gian đã sớm biết được cố tình tuyết thực lực đã tới thánh chủ cảnh ba tầng, cho nên phản ứng không nhiều lắm. Diệp gia đám người thì là khác biệt. Sắc mặt của bọn hắn đều có nhiều khó coi không nói, còn trong lòng còn có lo nghĩ. Thái huyền thánh nữ thực lực đã tới thánh chủ cảnh bốn tầng, thánh nữ còn có thể đánh thắng được nàng sao? Vạn nhất thật thua, hai ván hai bại, còn lại kia cục cũng không cần lại đánh. Diệp tộc trưởng, Diệp đại tiểu thư, Diệp gia chư vị trưởng lão, các ngươi không phải đâu. Làm sao mỗi một cái đều là loại phản ứng này? Triệu Thành Lễ tức giận nói ra, liền không thể đối thánh nữ có chút lòng tin. Dứt lời, Thái Huyền thánh nữ đối diện Cố Tình Tuyết lại là cười, lấy thế đè người. Ý đồ nghĩ không đánh mà thắng chi binh đúng không? Dừng một chút, trên người nàng cũng tản mát ra một cổ khí thế cường đại, hướng phía Thái Huyền thánh nữ phản kích trở về. Không có ý tứ thực lực của ta đồng dạng đã đạt tới thánh chủ cảnh bốn tầng. Cái này sao có thể? Thái huyền thánh nữ bỗng dưng trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tinh thần sắc. Cố tình tuyết khí thế. Con em ngươi. Cái này gây tẩm nha đầu sẽ không thật có được không kém gì thực lực của nàng A. Ngoại tào, cái này thánh nữ một cái sau một cái lợi hại A. Thái huyền thánh nữ 19 tuổi nhập thánh chủ cảnh bốn tầng, liền đủ kinh người. Hiện tại thái sơ thánh nữ. Nàng mẹ nó mới 17 tuổi khoảng chừng A thực lực cũng đến thánh chủ cảnh bốn tầng rồi. Hiện trường đám người không phân địch ta, đều là một mảnh xôn xao. Thánh nữ a à, thánh nữ, ta đều bảo ngươi không muốn kinh thị cố tình tuyết, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, cái này tốt, đá vào tấm sắt bên trên. Thái huyền thánh tử than nhẹ một hơi, trong mắt lóe lên từng tia từng tia thưởng thức thần sắc. Thái sơ thánh nữ chẳng những người đẹp, vóc người đẹp, liền liền tu luyện thiên phú cũng không kém. Dạng này tuyệt thế gia nhân, nhưng hắn càng ngày càng tâm động. Diệp An Hà bọn người kích động về kích động, phản ứng lại là không sánh bằng đối diện thánh nữ thực lực mạnh như vậy tất nhiên là làm lòng người vui có thể nàng cùng thánh tử so sánh còn kém xa xa như vậy một mảng lớn có cái gì không thể nào cố tình tuyết hỏi ngược lại hẳn là ta còn có thể làm bộ thánh chủ cảnh bốn tầng cường giả hay sao làm bộ thái huyền thánh nữ cho là mình bắt được cố tình tuyết sơ hở bí pháp nhất định là ngươi sử dụng bí pháp gì đem khí thế mô phỏng thành thánh chủ cảnh bốn tầng bộ dạng không thể không nói ngươi cái này não mở rộng quá lớn còn bí pháp cố tình tuyết đem trong trữ vật giới chỉ tử thanh xong kiếm lấy ra nói động thủ đi thuận tiện nhường nhóm chúng ta nghiệm chứng một cái nhìn xem có phải hay không ta có có thế tăng lên khí thế bi áp bí pháp có những này khúc nhạc dạo ngắn thái huyền thánh nữ đối cố tình tuyết rốt cục coi trọng động thủ liền động thủ thái huyền thánh nữ đem kinh lôi kiếm theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra thật coi ta sợ ngươi a à. sảng khoái ta hiện tại có chút thưởng thức ngươi Cố Tình Tuyết nói cấp tốc vận chuyển linh lực trong cơ thể, tử thanh song kiếm trên bắt đầu xuất hiện từng tia từng tia lôi điện, lớp bốc vang lên. Lôi hệ binh khí. Truyện chữ tặng bạn gói xem phim Galaxy Play Mobile 6 tháng trị giá 100k. Nhận quà ngay. Thái Huyền Thánh nữ ổn định tâm thần, xem ra Cố Tình Tuyết thật sự là ông trời của ta định đối thủ, liền binh khí thuộc tính đều không khác mấy. Ta được đến tử thanh song kiếm chuyện này đối với cực phẩm thánh khí về sau, còn là lần đầu tiên cùng người động thủ. Cố Tình Tuyết ngạo nghễ nói ra, thái huyền thánh nữ ngươi nên cảm thấy vinh hạnh chật chật càng trang càng giống đúng không thái huyền thánh nữ đầu tiên là cười lạnh một tiếng ngay sau đó quát khẽ bôm lôi kiếm quyết sấm sét nhất kiếm theo thanh âm của nàng một đạo giống như đại mãn xà lôi điện bỗng dưng thoáng hiện hướng phía cố tình tuyết vào đầu bổ xuống cốc gia hỏa ngươi cùng ta chơi lôi điện đúng không cố tình tuyết thấy thế không chút hoang mang không tránh không né vậy mà nghĩ đón đỡ thái huyền thánh nữ một chiêu này cái gặp nàng múa tử thanh song kiếm đạo kia giống như đại mãn xà lôi điện tựa như là nhận lấy khống chế của nàng, vây quanh nàng quanh thân xoay quanh bắt đầu. Thái huyền thánh nữ. Nàng thấy thế đều nhanh hoài nghi nhân sinh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối nghĩ không ra có thế xuất hiện quỷ dị như vậy một màn. Rõ ràng vừa mới là nàng ra chiêu, nhưng cố tình tuyết đón. Hiện tại đảo ngược tới tựa như là cố tình tuyết tại ra chiêu, nàng tới đón giống như. Hiện trường những người khác đồng dạng là mộng. Trước tiên đem người khác ra chiêu thức tùy tiện đón lấy. Sau đó, lại đem hắn chuyển hóa thành tự mình sẽ phải ra chiêu thức. Lợi hại. Cố Tình Tuyết cái này thao tác, có như vậy ức điểm điểm ngưu bức a. Chơi lôi điện, cố sư muội là chuyên nghiệp. Lục Bắc thần là hiện trường duy nhất không đúng màn quỷ dị này cảm thấy kinh ngạc người. Dù sao, hắn biết rõ Cố Tình Tuyết bây giờ thế nhưng là có được hoàn chỉnh lôi đình bảo thể a. 27. Chương 28, hắn nói, Thái Huyền Thánh tử, yếu gà một cái thôi. Không được. Thái Huyền Thánh tử trên mặt thần sắc trở nên ngưng trọng lên cố tình tuyết đang nổi lên lấy một chiêu này, hắn cảm giác thái huyền thánh nữ có khả năng không tiếp nổi. Bất quá, hắn rất nhanh liền lại bình tĩnh. Bởi vì trận này đánh nhau, thái huyền thánh nữ cho dù là thua, cũng không quan hệ đại cục. Chỉ cần trận thứ ba đánh nhau, hắn đem lục bắt thần cái này gia hỏa đánh bại là được. Thái huyền thánh nữ, là thời điểm đến phiên ta ra chiêu. Cố tình tuyết khẽ cười một tiếng, trong miệng khẽ kêu nói, thuấn sát nhất kiếm. Nàng sử xuất thái sơ thánh địa thiên giai võ kỹ, quy nguyên kiếm quyết, thức thứ nhất. Theo động tác của nàng, vô số kiếm ảnh trong nháy mắt trống rỗng xuất hiện, lít nha lít nhíp, thanh thế không là bình thường kinh người. Đi ngươi. Cố tình tuyết vung động thủ bên trong tử thanh song kiếm. Vô số kiếm ảnh giống như nhận chỉ huy, nhao nhao cấp tốc hướng phía thái huyền thánh nữ quét sạch mà đi. Không phải đâu. Tràng cảnh này thế nào thấy có dũng khí cảm giác quen thuộc. Triệu thành lễ các loại thái sơ thánh địa nhóm đệ tử đầu tiên là ngẩn người. Lập tức, bọn hắn liền nhớ tới tới cái này không phải liền là trước đây lục bắc thần quyết đấu bốn cánh đạp không hành câu phiên bản a chỉ bất quá bây giờ là lục bắc thần đổi thành cố tình tuyết mà bốn cánh đạp không hành câu đổi thành thái huyền thánh nữ thôi đương nhiên có thể là cố tình tuyết người mang lôi đình bảo thể nguyên nhân những cái kia trống rỗng xuất hiện kiếm ảnh đều mang theo lôi điện chi quan còn tốt thái huyền thánh nữ không biết rõ bọn hắn thời khắc này ý nghĩ không phải vậy không phải tức chết không thể ta đường đường một cái thái huyền thánh nữ nhân tộc thiên kiêu chi nữ ví dụ thành một đầu bốn cánh đạp không hành câu dạng này yêu thú. Các ngươi lễ phép a. Lục Bắc Thần âm thầm có chút gật đầu. Cố sư muội đánh tới, quy nguyên kiếm quyết, quy lực có lẽ so không lên hắn. Nhưng muốn đối phó Thái Huyền Thánh Nữ, hẳn là dư xài. Đáng chết, ta mẹ nó kinh địch. Làm cố tình tuyết đối thủ, Thái Huyền Thánh Nữ trong nháy mắt cảm giác áp lực như núi. Nếu không, ta nhận thua tính toán. Có khoảnh khắc như thế, trong óc của nàng vậy mà dần hiện ra đầu hàng ý niệm. Không, ta chính là Thái Huyền Thánh Nữ, linh giới thiên kiêu chi nữ. Niên kỷ mới vẻn vẹn 19 tuổi, thực lực cũng đã đến thánh chủ cảnh 4 tầng tuyệt thế thiên tài. Cứ như vậy nhận thua, thanh danh quét rác không nói, chỉ sợ cũng liền Thái Huyền Thánh Địa cũng không tiếp tục chờ được nữa. Thái Huyền Thánh Nữ cắn cắn răng, vung động thủ bên trong kinh lôi kiếm, đón lấy hướng nàng xông tới những cái kia mang theo lôi điện chi quan kiếm ảnh. Nàng cũng không tin. Mọi người thực lực cũng tại thánh chủ cảnh 4 tầng khoảng chừng. Cố tình tuyết một chiêu này uy lực nhìn rất mạnh không sai, cũng không về phần nàng không tiếp nổi a. À. Bản thân an ủi một phen, Thái Huyền thánh nữ nhặt lại lòng tin, tiếp tục quát tháo phong vân. Vô dụng. Cố Tình Tuyết thấy thế không khỏi lắc đầu. Lúc đầu nàng sử xuất một chiêu này, Thái Huyền thánh nữ không trả giá một chút, sẽ rất khó tiếp được tới. Tại quá trình này bên trong, nàng lại đem Thái Huyền thánh nữ dẫn ra đạo kia giống như mãn xà lôi điện dung nhập chiêu thức bên trong. Tương đương với tăng phúc 30% uy lực. Nàng dám nói Thái Huyền thánh nữ đón đỡ, không chết cũng phải trọng thương. Wow. Quả nhiên kết quả như nàng sở liệu. Thái Huyền Thánh Nữ trực tiếp bị kiếm ảnh xung kích đến cùng thổ một ngụm tiên huyết, cả người không tự chủ được từ không trung ngã xuống. Thái Huyền Thánh Tử thấy thế bất chấp suy nghĩ nhiều, vội vàng vận chuyển thân pháp, đưa tay đem Thái Huyền Thánh Nữ ôm lấy, tiếp trở về. Thánh Nữ cái này thắng. Triệu Thành Lễ cùng Diệp An Hà bọn người nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi có chút rung động. Không phải nói Thái Huyền Thánh Nữ cùng Thánh Nữ thực lực đẳng cấp không phân trên dưới, đều là tại Thánh Chủ cảnh bốn tầng khoảng chừng sao? làm sao hiện tại thái huyền thánh nữ liền thánh nữ một chiêu cũng không tiếp nổi liền dễ dàng bại kịp phản ứng bọn hắn trong lòng lại hiện lên nhẹ nhẹ ý mừng thánh nữ thắng trận này đánh nhau song phương xem như tạm thời ngang tay sau đó chỉ cần thánh tử đánh bại thái huyền thánh tử bọn hắn liền có thể thu hoạch được hôm nay đại quyết chiến thắng lợi cuối cùng nhất mà lấy thánh tử kia cao tới phong hầu cảnh tám tầng thực lực đối đầu thực lực mới chỉ là thánh chủ cảnh chín tầng thái huyền thánh tử há có không thắng đạo lý nghĩ tới đây bọn hắn đều là nhịn không được cười lên bắt đầu đại khái là thánh tử tu luyện thiên phú quá yêu nghiệt, cho bọn hắn ấn tượng quá sâu sắc. Dẫn đến thực lực còn không có tiến vào thánh chủ cảnh bọn hắn, lại có nhiều xem thường thân là thánh chủ cảnh chính tầng cường giả thái huyền thánh tử rồi. Tới tương phản chính là, thái huyền thánh tử một phương, thì là chết đồng dạng yên tĩnh, thậm chí có ít người liền thở mạnh cũng không dám một cái. Thánh tử, thật, thật xin lỗi, ta thua. Thái huyền thánh nữ một mặt ấy nấy. Bản thân bị trọng thương nàng, nói chuyện đều có chút lắp ba lắp bắp hỏi cái này cũng không trách ngươi. Cố tình tuyết thực lực mặc dù cùng ngươi không phân trên dưới, nhưng nàng tuyệt đối người mang cùng lôi đình tương quan đặc thù huyết mạch, khả năng như vậy tùy tiện chiến thắng ngươi. Thái huyền thánh tử đầu tiên là như thế an ủi nàng một câu, ngay sau đó hắn gọi tới thị nữ bên người, phân phó nói, ngươi đem thánh nữ đỡ trở về chữa thương. Vâng, thánh tử. Ta không quay về. Thái huyền thánh nữ dùng dằn, trịnh trọng nói ra, thánh tử, ta không muốn bỏ qua ngươi cùng thái sơ thánh tử chiến đấu. Thái huyền thánh tử nghĩ nghĩ, nói, Ngươi có thể tận mắt nhìn ta như thế nào đem lục bắt thần đánh bại, có lẽ ý niệm sẽ càng thêm thông suốt một chút. Dừng một chút, hắn tiếp lấy hướng kỹ văn hoa cùng lâm quốc hưng bọn người nói ra, ta cái này cũng còn không có hạ tràng, các ngươi từng cái mặt xám như cho bộ dạng tính là gì. Nguyền rủa ta thua là A. Chuyện chữ tặng bạn gói xem phim Galaxy Play Mobile 6 tháng trị giá 100k. Nhận quà ngay. Không có chuyện này. Bất quá chúng ta phản ứng thật là hơi bị lớn, mong rằng thánh tử thứ tội. Kỷ Văn Hoa cùng Lâm Quốc Hưng bọn người vội vàng phủ nhận, cộng thêm cúi đầu nhận sai. Trừ phi các ngươi đối ta không có lòng tin. Thái Huyền Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, nói, nếu không, ta bỏ mặt các ngươi hiện tại là ý tưởng gì, tất cả đều cho ta cao hứng trở lại, chuẩn bị nên đón thắng lợi đến. Vâng, Thánh Tử. Kỷ Văn Hoa cùng Lâm Quốc Hưng bọn người giữ vững tinh thần, cung kính cùng nhau trả lời. Đối với Thái Huyền Thánh Tử có thể hay không thắng được tiếp xuống đánh nhau, bọn hắn vẫn là có lòng tin cũng không thể lục bắt thần cũng có được không kém gì thái huyền thánh tử thực lực, còn giống cố tình tuyết như thế, có đặc thù huyết mạch A. Cố tình tuyết đem tử thanh song kiếm thu hồi trong trữ vật giới chỉ. Sau đó, nàng trên không trung xoay tiếp dạo qua một vòng, lúc này mới chậm rãi rơi xuống lục bắt thần bên người. Lục sư huynh, ta vừa rồi biểu hiện không có để ngươi thất vọng A. Cố tình tuyết cười nhẹ nhàng tuân hỏi. Không có, biểu hiện của ngươi để cho ta cảm thấy rất kinh diễm. Lục bắt thần giơ ngón tay cái lên, khen, không hổ là ta cố sư muội chính là lợi hại. Lục Sư huynh, ta cảm giác lời này của ngươi nói đến tự hồ có chút qua loa. Bất quá, ta không có chứng cứ. Cố Tình Tuyết lại là cười cười, nói, hôm nay đại quyết chiến, ta không phụ sự mong đợi của mọi người, lôi trở lại một ván, tiếp xuống liền xem Lục Sư huynh biểu hiện của ngươi. Dễ nói dễ nói. Lục Bắc thần cũng đi theo cười nói, ngươi vừa mới biểu hiện tốt như vậy, ta làm ngươi Lục Sư huynh cũng không thể lạc hậu hơn ngươi đúng không? Yên tâm, Thái Huyền Thánh tử, yếu gà một cái thôi căn bản không đáng giá được nhắc tới. Cũng không biết rõ hắn là cố ý, vẫn là vô ý. Nói đến phần sau, vậy mà đem thanh âm đề cao như vậy một mảng lớn. 28. Chương 29, Ai U, ta rất sợ hãi A. Yếu gà. Cố tình tuyết ngẩn người. Nếu như nàng vừa mới không nghe lầm. Lục sư huynh nói là thân là thánh chủ cảnh chính tầng cường giả thái huyền thánh tử là yếu gà một cái. Kịp phản ứng nàng, trong lòng có điểm cảm giác khó chịu. Không tệ, lấy lục sư huynh kia cao tới phong hầu cảnh tám tầng thực lực, đích thật là có tư cách nói lời này. Chỉ là, dựa theo lục sư huynh thuyết pháp, thực lực không bằng thái huyền thánh tử nàng, chẳng phải là liền yếu gà cũng không bằng. Nghĩ tới đây, cố tình tuyết xem lục bắt thần ánh mắt lập tức trở nên u oán. Tùy tiện chiến thắng thái huyền thánh nữ về sau, trong nội tâm nàng dâng lên kia tia đắc ý cũng quét sạch. Ai, thiệt thòi ta còn tưởng rằng mình đã là cường giả một cái. Cố tình tuyết ảm đạm nghĩ đến, không nghĩ tới dựa theo lục sư huynh thuyết pháp, ta liền yếu gà cũng không bằng. Theo như đồn đại, Thái Huyền Thánh Tử thực lực đã đạt tới Thánh Chủ cảnh 8 tầng trở lên, Thánh Tử nói như vậy, có phải hay không quá mức tùy tiện rồi? Ở đây Diệp gia phổ thông tộc nhân đều là cảm thấy kinh ngạc không thôi. Không biết Lục Bắc Thần thực lực chân chính bọn hắn, lý giải không được Lục Bắc Thần loại này không đem Thái Huyền Thánh Tử nhìn ở trong mắt hành vi. Triệu Thành Lễ cùng Diệp An Hà bọn người lại khác biệt. Lục Bắc Thần như vậy cao điệu làm phép, nhưng bọn hắn không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Các ngươi Thái Huyền Thánh Tử thực lực là Thánh Chủ cảnh chính tầng khoảng chừng không sai có thể chúng ta thánh tử thực lực là tại phong hầu cảnh 8 tầng A. Nói các ngươi thái huyền thánh tử là yếu gà thế nào? Không nói thành là phế vật đã rất cho mặt mũi được không nào? Tiếp động bọn hắn, thật không có giống cố tình tuyết nghĩ nhiều như vậy. Cho nên cũng không cảm thấy lục bắt thần lời nói này đến tự hồ có chút buộc tâm. Yếu gà. Ta không nghe lầm chứ. Lục bắt thần cái kia gia hỏa vừa mới là nói ta là yếu gà. Thái huyền thánh tử không dám tin tưởng hướng bên cạnh kỹ văn hoa cầu chứng đạo kỷ văn hoa thu dọn một cái tiếng nói cẩn thận trả lời đại khái có lẽ có thể là a à. mẹ nó lục bắt thần đây là tại muốn chết thái huyền thánh tử sổ một câu nói tục những năm này ta có phải hay không quá vô danh rồi mới có thể để cho người ta cảm thấy ta mềm yếu có thể bắt nạt ai cũng có thế đến đá một cước chửi một câu thánh tử cái này lục bắt thần hẳn là gặp cố tình tuyết tùy tiện chiến thắng thánh nữ cũng cảm thấy chính hắn có thế tùy tiện chiến thắng ngài đi kỷ văn hoa suy đoán nói Ta có một cái cách nhìn, đó chính là hắn đã dám can đảm như thế cao điệu khiêu khích ngài, có lẽ thực lực của hắn nói không chừng so cố tình tuyết hơi cao một chút. Ngươi nói có chút đạo lý. Thái huyền thánh tử gật đầu, nói, bất quá, đây không phải lục bắc thần có thể ở trước mặt ta như thế phách lối lý do. Hắn thấy, lục bắc thần thực lực lại cao hơn, cũng cao không quá hắn. Kinh người quá đáng. Thái huyền thánh nữ tức giận bất bình nói ra, thánh tử, ta đề nghị ngươi chờ chút không cần lưu thủ, đem lục bắc thần phế đi lại nói. Thái huyền thánh tử thế nhưng là thần tượng của nàng, con đường tu luyện trên một mực đuổi theo mục tiêu. Hiện tại gặp lục bắc thần như thế khi nhục thái huyền thánh tử, không đem thái huyền thánh tử để vào mắt, nàng so hiện trường bất luận kẻ nào cũng đón chịu không được. Kỷ văn hoa phụ họa nói, thánh tử, ta cũng ủng hộ ngài phế đi lục bắc thần. Dứt lời. Bỏ mặt là thái huyền thánh địa nhóm đệ tử, vẫn là lâm gia đám người, cũng nhao nhao phát biểu nói lục bắc thần làm việc như vậy phách lối, không đánh cho tàn phế cũng không có thiên lý. Tốt, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc ý kiến của các ngươi. Thái huyền thánh tử không có đem lời nói chết. Nhưng nhìn hắn lúc này biểu lộ, rõ ràng là chuẩn bị dựa theo thái huyền thánh nữ đề nghị đi làm, trong lúc đấu phế đi lục bắt thần. Thánh tử anh Minh Lúc này, kỷ văn hoa nhịn không được đem linh lực vận đến trong thanh âm, hướng phía diệp gia vị trí trụ sở phương hướng, nói ra, lục bắt thần, là miệng mạnh vương giả rất thoải mái đúng không? Có kiện sự tình, ta không sợ nói cho ngươi, truyền ngôn không sai. Nhóm chúng ta thánh tử thực lực đã đạt tới thánh chủ cảnh chính tầng. Ngươi như ngoan ngoãn cho nhóm chúng ta thánh tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dập đầu xin lỗi, hạ tràng còn sẽ không quá thảm. Nếu không, ngươi biết rõ sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng." Trong giọng nói, ẩn chứa tràng đầy uy hiếp ý vị. "Ai u, ta rất sợ hãi a. À? Nếu như ta thật cho Thái Huyền thánh tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dập đầu nói xin lỗi, ngươi sẽ để cho hắn buông tha ta sao?" Lục Bắc thần nói thì nói như thế. Nhưng nhìn nét mặt của hắn, Chẳng những không có một chút sợ hãi bộ dạng, còn toát ra nhẹ nhẹ co nhẹ. Cố Tình Tuyết bọn người không có kém chút cười ra tiếng. Đầu tiên, Kỷ Văn Hoa cầm Thái Huyền Thánh Tử kia thánh chủ cảnh 9 tầng thực lực tới dọa thân là Phong Hầu cảnh 8 tầng cường giả Lục Bắc thần. Việc này bản thân tựu rất buồn cười. Tiếp theo, Lục Bắc thần đáp lại, rất được âm dương sư chân truyền. Nếu như không phải bọn hắn có thể thấy rõ Lục Bắc thần biểu lộ, cùng rõ ràng Lục Bắc thần thực lực viễn siêu Thái Huyền Thánh Tử, bọn hắn thật đúng là sẽ tin Lục Bắc thần lần giải thích này hết lần này tới lần khác kỹ văn hoa còn tưởng rằng lục bắc thần là thật sợ hãi thế là hắn hướng thái huyền thánh tử tranh công nói thánh tử lục bắc thần cái này gia hỏa đã nhận sợ ngài xem xử trí như thế nào hắn cái gì nhận sợ kỹ sư đệ ngươi bị lục bắc thần cho trêu cợt thái huyền thánh tử lắc đầu nói hắn hiện tại toàn thân hạ thượng nơi nào có một điểm nhận sợ dấu hiệu trước đó hắn cũng coi là lục bắc thần bị dọa sợ chờ hắn cẩn thận quan sát lục bắc thần phản ứng tốt gia hỏa Chuyện chữ tặng bạn gói xem phim Galaxy Play Mobile 6 tháng trị giá 100k. Nhận quà ngay. Lục Bắc Thần nói đến không những không phải nhận sợ, mà là tại phản phúng kỹ văn hoa mượn hắn chi thế cáo mượn oai hùng. Có phát hiện này, Thái Huyền Thánh Tử trong lòng ngược lại là có chút bất an. Lục Bắc Thần đây là có lòng tin cùng hắn chống lại. Vẫn là cố ý biểu hiện được cường ngạnh như vậy, nghĩ hù dọa hắn, nhưng hắn từ bỏ trận thứ ba đánh nhau, song phương lấy thế hòa kết thúc. Cái gì? Lục Bắc Thần cái này gia hỏa đang trêu cợt ta. Trải qua Thái Huyền Thánh Tử một nhắc nhở như vậy, Kỷ Văn Hoa lúc này mới chú ý tới Lục Bắc Thần giờ phút này bình tĩnh tự nhiên, căn bản không có một chút sợ hãi biểu hiện. Họa Tào. Kỷ Văn Hoa hai mắt trở nên đỏ bừng, chỉ nghe hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Thánh tử, đợi lát nữa phiền phức ngài giúp ta trực tiếp đem hắn đánh chết đi." Đã lớn như vậy, hắn cũng xuôi gió xuôi nước, làm sao tưởng tượng nổi có một ngày sẽ bị người như thế lường gạt. Không tức nổ tung mới là lạ. Ta tự có phân tích. Thái Huyền Thánh Tử nói một câu như vậy về sau, liền phi thân tiến lên nói lục bắc thần chủ động nhận thua không tốt sao không nên ép ta xuất thủ đưa ngươi đánh cho tàn phế đánh chết ngươi mới hài lòng đúng không cuối cùng hắn vẫn là quyết định tin tưởng mình một cái thật sao lục bắc thần cũng phi thân tiến lên cười đáp lại nói thái huyền thánh tử trước đừng đem lời nói được chết như vậy nếu như chờ sẽ bị đánh cho tàn phế đánh chết người là ngươi vậy liền buồn cười không thể không nói thái huyền thánh địa thánh tử nói chuyện chính là kiên cường nào giống hắn cái này người bình thường, chỉ có thể hơi hơi quay về oán giận một cái. Giọng giạc. Thái huyền thánh tử bị chọc giận quá mà cười lên, cũng đến cái này thời điểm, ngươi thế mà còn không biết hối cải, chắc là không minh bạch một cái thực lực đã tới thánh chủ cảnh chính tầng cường giả ý vị như thế nào đi. Vừa mới dứt lời, hắn liền vận chuyển linh lực, trên thân tản mát ra một cổ khí thế cường đại, trực áp hướng lục bắt thần. 29. Chương 30, đến, nhanh cho gia quỳ. Khí thế đè người ý đồ nếu không chiến mà khuất nhân chi binh. Lục Bắc Thần cười nhạo một tiếng, nói, Thái Huyền Thánh Nữ vừa mới bắt đầu cùng cố sư muội quyết đấu thời điểm, chính là làm như vậy. Mà ngươi bây giờ cũng tới như thế một bộ, hẳn là đây là các ngươi Thái Huyền Thánh địa cố hữu truyền thống hay sao? Đáng chết Lục Bắc Thần, thẳng đến lúc này giờ phút này, ngươi vẫn như cũ không đem ta để vào mắt đúng không? Tốt, ta muốn để ngươi tại ta thần uy phía dưới, trung lẫy bảy Thái Huyền Thánh Tử nghe vậy cũng không đáp lời, chỉ là gia tăng trên thân phát tán ra khí thế bất quá làm hắn cảm thấy thất vọng cùng không hiểu là lục bắt thần từ đầu đến cuối cũng phi thường bình tĩnh giống như là mảy may không bị đến khí thế của hắn ảnh hưởng giống như tại sao có thể như vậy thái huyền thánh tử trong lòng bất an tự định giá một phen bây giờ loại này ngoài ý muốn tình huống xuất hiện có hai loại này giải thích một loại là lục bắt thần trên người có có thế chống cự khí thế của hắn đồ vật tồn tại một loại là lục bắt thần bản thân thực lực mạnh hơn hắn khả năng hoàn toàn không nhận khí thế của hắn ảnh hưởng cái trước còn tốt, hắn chỉ cần cùng Lục Bắc Thần động thủ, liền có thể nhường Lục Bắc Thần lộ ra nguyên hình. Nếu là cái sau, vậy liền phiền phức lớn rồi. Không đúng. Lục Bắc Thần thực lực không có lý do có thể vượt qua hắn. Bởi vậy, nhất định là cái trước. Nghĩ tới đây, Thái Huyền Thánh tử sắc mặt dữ tợn lần nữa gia tăng trên thân phát tán ra khí thế. Lục Bắc Thần, ta liền xem ngươi có thể kiên trì đến cái gì thời điểm. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đây. Làm nửa ngày, liền cái này lục bắc thần lại là một mặt biểu tình thất vọng nguyên lai like cái gọi là thái huyền thánh tử linh giới trứ danh tuyệt thế thiên tài cũng bất quá như thế thôi gặp quỷ ngươi ngươi làm sao có thể một chút cũng không có bị khí thế của ta cho ảnh hưởng đến thái huyền thánh tử tâm thái có chút sập rõ ràng hắn đã đem thuộc về thánh chủ cảnh chính tầng khí thế toàn bộ hướng phía lục bắc thần phát tán ra vì cái gì lục bắc thần cả người còn giống như là sự tình gì cũng chưa từng xảy ra bộ dạng hắn lấy thế đè người đè ép cái tịch mịch ngươi có phải hay không ngốc ta trước đó không phải đã nói sao trong mắt của ta ngươi chẳng qua là yếu gà thôi căn bản không đáng giá được nhắc tới lục bắc thần giống như nhìn thằng ngốc nhìn xem hắn liền xem như tiểu hài tử cũng có thể theo trong lời nói của ta suy luận ra thực lực của ta vượt xa ngươi đi nếu không phải vì cẩn thận lý do hắn cố ý đang thử thăm dò thái huyền thánh tử chân chính thực lực như thế nào cũng sẽ không cho phép thái huyền thánh tử trên nhảy dưới tránh lâu như vậy không có khả năng đây không có khả năng thái huyền thánh tử thất thố mà quát ngươi có dũng khí lường gạt ta, đợi lát nữa động thủ, mơ tưởng ta còn có thể đối ngươi thủ hạ lưu tình. Chật chật, khẩu khí này rất lớn. Đáng tiếc ngươi không có xuất thủ cơ hội. Lục Bắc Thần từ chối cho ý kiến trả lời, đã các ngươi thái huyền thánh địa như thế ưa thích lấy thế đè người, vậy ta liền cho ngươi đến cái lấy đạo của người, trả lại cho người đi. Dứt lời. Hắn cấp tốc vận chuyển linh lực trong cơ thể, cũng tản mát ra một cổ khí thế cường đại hướng phía thái huyền thánh tử đè lại trở về. Cổ khí thế này lại cường đại đến ta liền muốn cùng chi đối kháng ý niệm cũng thăng không nổi rồi. Cảm nhận được áp lực cường đại đập vào mặt, Thái Huyền Thánh Tử thần sắc theo phẫn nộ biến thành hoảng sợ. Bởi vì Lục Bắc Thần trên thân phát ra tràn ra tới khí thế, cơ hồ cùng Thái Huyền Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão không có gì khác biệt. Một cái là đã sống hơn 100 năm lão quái vật, một cái là mới vẻn vẹn sống không đến 20 năm người trẻ tuổi. Mẹ trứng, vì cái gì bọn hắn có thế có được cùng các loại cấp bậc thực lực? Thái Huyền Thánh Tử, ngươi vị kia kỹ sư đệ không phải mới vừa nói muốn ta cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dập đầu xin lỗi sao lục bắc thần đắc thế không tha người chính ngươi trước làm một lần cho ta xem một chút rồi nói sau lục thái sơ thánh tử ngươi ngươi đừng khinh người quá đáng thái huyền thánh tử sắc mặt tái nhật mà nói ta chính là thái huyền thánh địa thánh tử ngươi một khi làm được quá phận thái huyền thánh địa không tha cho ngươi như thế không tự giác thật không có ý tứ lục bắc thần thần sắc lạnh lẽo nói xem ra còn phải ta tự mình dạy dỗ ngươi mới được dạy một chút ta thái sơ thánh tử ngươi đến cùng muốn làm gì nghe nói như thế thái huyền thánh tử trong lòng đột nhiên có dũng khí dự cảm không tốt ta muốn làm gì ngươi không lòng dạ biết rõ lục bắc thần cười cười nói đến nhanh cho gia quỳ theo thanh âm của hắn thái huyền thánh tử không tự chủ được từ không trung rơi trên mặt đất ngay sau đó đầu gối một khuất cả người quỳ xuống một lát hắn đem đầu đập đến nhảy nhảy vang lên nhìn thấy cái này một màn kinh người, hiện trường mọi người đều là tê. Bỏ mặt là lục bắt thần ngôn xuất phát tùy, vẫn là Thái huyền thánh tử chủ động nhận sợ, bọn hắn cũng cảm thấy rất là rung động. Thái huyền thánh tử không phải phổ thông người tu luyện, mà là niên kỷ không đến 20 tuổi, liền đem thực lực tu luyện tới thánh chủ cảnh chính tầng tuyệt thế thiên tài A. Song phương còn chưa giao vào tay, Thái huyền thánh tử liền bại. Cái này đủ để chứng minh lục bắt thần thực lực thông thiên, tu luyện thiên phú yêu nghiệt đến bọn hắn khó mà tưởng tượng trình độ. Không cần động thủ, chỉ cần một ý niệm liền đem Thái huyền thánh tử đánh bại. Lục sư huynh quả nhiên ngư bức. Cố tình tuyết lòng háo thắng lập tức bị kích thích tới, ta nhất định phải hảo hảo cố gắng tu luyện, tranh thủ tại thời gian ngắn bên trong, tấn cấp phong hầu cảnh. Diệp Kinh song trong mắt dị sắc liên tục. Nàng mặc dù biết rõ lục bắt thần thực lực rất mạnh, nhưng không có cụ thể khái niệm. Chuyện chữ tặng bạn gói xem phim Galaxy Play Mobile 6 tháng trị giá 100k. Nhận quà ngay bây giờ có thân là thánh chủ cảnh chính tầng cường giả thái huyền thánh tử làm so sánh nàng mới rõ ràng chính mình vẫn là đánh giá thấp lục bắc thần diệp kinh song gương mặt phím hồng nghĩ đến cha nói đúng đối mặt ưu tú như vậy thánh tử có lẽ ta hẳn là càng thêm chủ động một chút triệu thành lễ cùng diệp an hà bọn người trước đó biết rõ lục bắc thần thực lực viễn siêu thái huyền thánh tử phản ứng coi như như thường cho rằng là tình lý bên ngoài trong dự liệu mà thôi không cần quá ngạc nhiên hiện trường những người khác lại khác biệt mộng đúng ta bây giờ khẳng định là đang nằm mơ. Thái huyền thánh nữ thất hồn lạc phách lẩm bẩm lẩm bẩm nói, giữa ban ngày, ta làm sao lại làm loại này quỷ dị mộng. Tận mắt nhìn đến thần tượng của mình rơi xuống thần đàn là cảm giác gì? Nàng đáp không được. Chỉ có thể nói trong lòng nhận lấy trước nay chưa từng có to lớn xung kích. Sẽ không? Ảo giác, đây là ảo giác A. Kỷ văn hoa trừng lớn hai mắt, cảm thấy hắn nhận biết đều sắp bị lật đổ. Lục bắt thần niên kỹ nhìn so thánh tử còn hơi nhỏ hơn hắn thực lực làm sao có thể cường đại đến thánh tử liền một điểm sức phản kháng cũng không có, liền trực tiếp cho quỳ rồi. Thế giới huyền ảo sao? Không phải vậy, làm sao lại xuất hiện đáng sợ như vậy yêu nghiệt? Tin tưởng từ nay về sau, trước mắt cái này một màn kinh người, sẽ để cho hiện trường rất nhiều người ghi ở trong lòng, thật lâu không thể quên nghi ngờ. Họa tào. Ta mẹ nó bây giờ đang làm gì? Đối với hiện trường những người khác, quá chính huyền thiên thánh tử càng thêm mộng bức. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh có hay không cái này không thể trách phản ứng của hắn lớn dù sao suy bụng ta ra bụng người cho dù ai tại trước mắt bao người có hắn bây giờ loại khuất nhục này trải qua phản ứng cũng sẽ không nhỏ đến đi đâu